chương 51, vệ linh phong. Vù vù vù. Những tiếng xé gió rất nhỏ mà lạnh gáy đó, từ sâu trong rừng rậm tăm tối truyền ra, khiến cho trái tim Mục Trần bất giác co thắt. Hắc Minh Uyên nơi nơi tràn ngập hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy tử vong lâm đầu, trong Hắc Minh Uyên còn có một sinh vật khiến con người nghe thấy mà sợ hãi. Dù cho nó chỉ là một loại linh thú sơ cấp, tên gọi là Phệ Linh Phong. Phệ Linh Phong chỉ to chừng bàn tay, thực lực khó khăn lắm mới đạt được linh động cảnh sơ kỳ, bất quá không một kẻ nào cho rằng mình may mắn khi đối diện vệ linh phong này bên trong hắc minh uyên vì nó là một trong những sự kiện đáng sợ kinh hãi nhất với cái thực lực đó của vệ linh phong dĩ nhiên nếu chỉ một con thì chẳng ai thèm sợ bất kỳ cường giả nào ở đây cũng có thể tiện tay bóp cái là chết bất quá chúng nó chưa bao giờ đi đơn độc một con mà mỗi lần ra khỏi tổ đều xuất động đại quân lên đến hàng vạn bọn chúng kéo đi đông đến mức nếu chỉ nhìn sẽ tưởng nhầm chúng là mây đen kéo tới nơi nào chúng đi qua bất kể là linh thú hay sinh vật gì cho dù thực lực có đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ cũng chỉ cần một nháy mắt là còn lại bộ xương trắng ngay cả mạnh như linh thú cao cấp trong hắc minh uyên nếu không may nghe tiếng động của đàn vệ linh phong có lẽ cũng phải tạm thời tránh đường tía đi mau một đàn vệ linh phong mục trần kiến thức không tệ thính giác lại đặc biệt nhạy bén những thứ đó đều được rèn luyện trong linh lộ hắn ngay lập tức phát hiện chủ nhân của những tiếng rù rù bé bé kia là cái gì vội vã cảnh báo mục phong lời hắn vừa thốt ra bọn người mục phong cũng lập tức biến sắc ánh mắt kinh hãi lão quyết định thật nhanh vung tay lên quát phắn gấp rời khỏi chỗ này lập tức dẫn đầu đội ngũ nhắm một phương hướng trong hắc minh uyên lao đi bất chấp bọn người liễu kình thiên đang trực chờ ăn tươi nuốt sống bọn họ nếu để đàn phệ linh phong cuốn lấy dù cho bản thân lão có khả năng thoát thân nhưng binh lính mục vực chắc chắn thương vong thể thảm cả đoàn trăm người nói đi là đi khiến cho đám người liễu vực bên kia chẳng hiểu mô tê gì tròn mắt sừng sốt một chút. Liễu kình thiên cao mày, thần sắc khẽ động, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Là phệ linh phong, đi, liễu kình thiên cũng y hệt quát lên, không một giây do dự dẫn người liễu vực lao về một hướng khác, dĩ nhiên lão cũng thừa biết đàn phệ linh phong khó gặm ra sao. Hai đoàn đội vừa dương cung bạt kiếm ngay lập tức lui quân ngay tắp lực, không khí căng thẳng ở khoảng đất rừng kia chỉ nháy mắt trở lại bình thường, không còn một bóng người nào, một lát sau từ trong khu vực tối tăm của rừng rậm một mảng mây đen khổng lồ không thấy đâu là điểm cuối nhanh chóng thổi tới những tiếng rù rù chấn động không khí khiến lỗ tai người khó chịu tràn ngập không gian ầm 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 khi đám mây đen khổng lồ kia quét qua dưới mặt đất rừng trống trải cũng đột ngột chấn động nút ra một đầu linh thú đen ngòm hình dáng hơi giống loài chuột chui ra từ trong đất hoảng loạn chạy trốn bất quá tốc độ của đám mây đen lại quá nhanh cấp tốc bao phủ đầu linh thú nọ những tiếng gầm giống thê lương vang lên trong rừng tịch mịch dần dần tiêu tán đi mất mây đen tản đi trở lại không trung để lại mặt đất một bộ xương trắng hiếu nhìn kỹ lại trong đám mây khổng lồ đó dĩ nhiên là vô số những con ong đen to cỡ bàn tay trên miệng mỗi con ong đều là hai hàng răng nanh dữ tợn máu tươi còn vương vãi trên bộ nanh kinh hoàng nhân mã hai phía liễu vực và mục vực triệt thoái cực nhanh dù vậy vẫn chưa đánh giá hết tốc độ của phệ linh phong chỉ chốc lát sau đám mây nọ tản ra cả hai bên đều có hơn 10 người chậm chạp rớt lại phía sau, những tiếng thét gào thảm thiết vang lên khi đám mây cuốn lấy họ. Có máu tươi khơi dậy bản năng giết chóc, đàn phệ linh phong lại phân ra thêm thành những đám nhỏ hơn, như nước lũ màu đen tràn qua cánh rừng, truy đuổi hai nhóm nhân mã đang chật vật trốn chạy. Mau tránh, Mục Phong nhìn thấy một đường màu đen xuyên qua đội hình, vội vàng quát. Đội ngũ lập tức tách ra, cách nhau rất xa. Hai chi đội liếc nhìn dòng lũ màu đen hung tợn kia, đều cắn răng không dám chế nãi xuyên rừng chạy trốn tiểu mục tử. Chu Dã nhìn thấy Mục Trần bị đường màu đen kia tách ra khỏi bọn họ, sắc mặt đại biến định mạnh mẽ xông qua đàn phệ linh phong, nhưng may thay bị Mục Phong ngăn lại. "Yên tâm đi, tiểu tử kia không yếu ớt như người nghĩ đâu, lại có bọn lão đoạn đi chung. Trước hết chúng ta tránh khỏi đàn phệ linh phong này đã, bọn họ ắt biết chỗ hội họp." Mục Phong nhìn chằm chằm về bóng con trai bị dòng lũ đen cách ly càng lúc càng xa, khẽ cất giọng trấn an Chu Dã. Chu Dã nghe thế, dù có hơi do dự một chút, nhưng cũng mạnh mẽ gật đầu, Mục Trần tuy tuổi còn trẻ, nhưng biểu hiện khiến người ta rất an tâm. Dù Hắc Minh Uyên hung hiểm cực độ, nhưng nếu hắn cẩn trọng, có lẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Mục Phong vung tay, dẫn theo đám người sau lưng tiến về một hướng trong rừng thẳm, nhanh như gió tránh xa đàn phệ linh phong hung mãnh hiếu sát. Không hay rồi. Bên kia dòng lũ đen, Mục Trần nhìn thấy mọi người bị chia cắt cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiển nhiên không ngu xuẩn sông qua đàn phệ linh phong để hợp lại với đội hình bên kia, mà nhanh chóng đổi một hướng khác chạy trốn. Hiện tại cần phải tránh càng xa càng tốt cái đám mây đen tử thần này. Thiếu chủ, cẩn thận một chút. Đoạn vĩ cùng vài người theo sát mục trần. Hiện giờ bị ngăn cách, thân là đại tướng mục vực. Lão phải bảo vệ tốt thiếu chủ mục trần, bằng không lỡ như hắn có vấn đề gì. Thực lão sẽ không có mặt mũi nào gặp lại mục phong. Mục trần gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ra sau. Chợt dùng mình, vì cơn lũ đen kia đang hướng thẳng đến chỗ này một cách nhanh chóng. Đi mau, Mục Trần quát khẽ, linh lực hắc ám tràn ngập cơ thể, bứt tốc đến tận cùng, chỉ cần bị vướng lại với đàn phệ linh phong, tất tử vô nghi. Đoạn Vĩ cũng nhận thấy rõ nguy hiểm, nhanh chóng bám sát Mục Trần, không nói thêm lời nào. Dù rằng tốc độ không chậm, nhưng đàn phệ linh phong lại có tốc độ nhanh hơn. Mọi người đều nhận thấy rõ đàn phệ linh phong càng lúc càng gần, sẽ nhanh chóng áp sát đoàn người. Chết bầm, Đoạn Vĩ đã nhận thấy tình hình bất ổn, căm giận mắng to, định cắn răng quay lại ngăn cản đoạn thúc, đừng xung động, ngay khi đoạn vĩ vừa khựng lại, thì mục trần lập tức ôm lấy lão chỉ tay về sau, chúng nó dường như muốn rút đi rồi. Đoạn vĩ sửng sốt đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên đàn vệ linh phong đột nhiên đình chỉ truy kích, chúng nó xoay quanh một chỗ, đột nhiên hướng về phía tây bắc lướt đi như cùng phong. Mục trần cũng khá kinh ngạc nhìn theo, bất chợt cao mày, loáng thoáng nghe thấy một tiếng sáo trong trèo tuyền đến từ phương xa. Tiếng sáo nhỏ trong trèo kỳ lạ, không phải là do đàn vệ linh phong kia phát ra chẳng lẽ đàn vệ linh phong này được ai đó điều khiển sao mục trần đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ trong đầu tiếng sáo kia hẳn là cũng không tự nhiên mà có thiếu chủ mấy thứ này rốt cục cũng rút lui chúng ta mau chóng hội họp với đoàn người của vực chủ đi đoạn vĩ thấy đã thoát khỏi răng nanh tử thần như chút được gánh nặng đề nghị với mục trần mục trần nghe vậy hai mắt hơi nheo lại chợt nhẹ giọng nói đoạn thúc hay chúng ta đuổi theo đàn vệ linh phong xem thử đoạn vĩ giật mình sửng sốt vội vàng nói, thiếu chủ, việc này rất nguy hiểm. Không sao đâu, miễn là đừng tiếp cận chúng nó quá, nếu thấy có bất chắc, lập tức lui lại. Mục Trần trầm ngâm nói, nếu đàn phệ linh phong này do người kia khống chế, chẳng lẽ kẻ đó cũng có tin tức về cửu u tức sao? Đoạn vĩ nhìn thấy Mục Trần cương quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cắn răng nói, được rồi, vậy chúng ta đi theo quan sát, bất quá một khi có biến cố, ta sẽ lập tức mang thiếu chủ đi. Ừm, um, vậy đa tạ đoạn thúc, mục trần cười không trần trừ nữa dẫn theo đoàn người đuổi theo đàn ong đoạn vĩ cũng nhanh chóng áp sát hắn đàn vệ linh phong bay đi cực nhanh bất quá cũng may mục trần cẩn thận chỉ đi theo xa xa hơn nữa đám mây đen kia quá to quá dễ thấy do vậy một đường chạy theo cũng không bị mất dấu cứ đi theo như thế thần sắc mục trần càng lúc càng kinh nghi bất định vì tiếng sáo cực nhỏ kia càng lúc càng rõ ràng thiếu chủ vệ linh phong đã dừng lại đoạn vĩ khẩn trương nhìn phía xa đột nhiên thấp giọng nói mục trần cũng thấy đưa mắt quan sát phía trước đằng trước bất chợt xuất hiện một thung lũng nhỏ trong thung lũng có một gò núi không lớn trên gò núi có một cây đại thụ màu đen cổ quái trên thân cây đó phủ kín tầng tầng lớp lớp vệ linh phong tiếng sáo kỳ lạ kia dường như truyền ra từ hắc thụ đó chẳng qua nó rất mỏng rất nhỏ nếu không chú ý lắng nghe hoặc không có thính giác cực kỳ bén nhạy như mục trần căn bản là không thể phát hiện ra mục trần cẩn thận đảo mắt quan sát toàn bộ khu vực vẫn không hề thấy một bóng người tồn tại, càng khiến hắn thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ đoán sai, Mục Trần nhíu mày nhăn mặt, đưa mắt nhìn về hắc thụ, dần dần tầm mắt đưa lên cao. Đến khi ánh mắt quét tới ngọn cây, hai đồng tử liền co lại. Ở nơi đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng màu xám như ẩn như hiện. Nơi này thật sự có người. Chương 52, linh trùng địch. Đôi mắt chăm chú dán chặt vào ngọn hắc thụ, nơi đó, Mục Trần mơ hồ nhìn thấy một cái bóng xám, nhưng nhìn kỹ một hồi, lại cảm thấy không phải, cái bóng xám đó hoàn toàn không lộ ra một chút là con người nó là cái gì mục trần nhíu mày đoạn thúc phiền toái các ngươi chuyện này mục trần quay ra sau nhẹ giọng nói thiếu chủ có gì phân phó đoạn vĩ lập tức đáp mục trần tới gần gì dầm gì đó bên tai đoạn vĩ mà khi lão nghe hắn nói xong sắc mặt kịch biến tái mét hoảng sợ thiếu chủ việc đó rất nguy hiểm đoạn vĩ lo lắng khuyên bảo lão không thể hiểu nổi vì sao mục trần lại muốn làm cái chuyện hung hiểm đến thế hắc thụ kia chắc chắn là xào huyện của phệ linh phong nếu bị chúng nó bu lại chết là cái chắc đoạn thúc ta tự biết chừng mực cứ tin tưởng ở ta mục trần thấp giọng thì thào gương mặt thiếu niên thanh tú đặc biệt nghiêm túc đôi mắt đen láy không hề có vẻ là một tên càn quấy mà bình tĩnh kiên định vô cùng đoạn vĩ thấy mục trần kiên trì chỉ có thể thở dài ngao ngán vẫy tay với mấy người bên cạnh dẫn họ nhanh chóng rời đi mục trần thấy bọn họ đi xa thân hình hạ thấp sát xuống đất giấu mình trong cây cối ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đại thụ màu đen nơi thung lũng trước mặt. Khi nhóm người của đoạn vĩ bọn đi xa ước chừng 10 phút, xa xa có vài động tĩnh chuyển lại, hơn 10 con linh thú từ trong khu rừng rậm rạp đang chạy trốn về phía này. Dù dù dù, không gian yên tĩnh của tổ ong bị đám linh thú chạy loạn kia phá vỡ, nhất thời vô số hào quang đỏ tươi bất chợt sáng lên, không khí sao động, những tiếng dù dù đồng loạt vang lên, hàng ngàn vệ linh phong cất cánh bay ra khỏi tổ, hóa thành một mảng mây đen kéo tới đám linh thú đang hoảng loạn kia rao o đám linh thú đang cắm đầu chạy trốn chợt phát hiện nguy cơ trước mặt càng thêm điên cuồng giống lên thảm thiết bất chấp tất cả quay đầu trở ngược lại đám mây ong đen thùy cũng nhanh chóng cuốn đi truy kích không tha đàn vệ linh phong toàn bộ đều xuất động hắc thụ đột ngột trở nên trụi lùi trống trơn dù rằng cũng còn một số ít ở lại trong tổ nhưng số lượng lác đác không đáng lo mục trần nháy mắt động thân xông ra lao thẳng đến hắc thụ đằng kia mũi chân liên tiếp điểm xuống đất nhanh nhẹn như linh hầu tiếp cận khu vực nguy hiểm, nhắm hướng ngọn đại thụ leo lên. Leo lên cây thỉnh thoảng có vài con vệ linh phong sông đến gây sự, thế nhưng số lượng ít ỏi đó bị hắn dễ dàng vung tay giải quyết nhanh chóng. Tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây đã lên tới ngọn cây. Trên ngọn cây cũng khá rộng rãi, nhưng có vẻ rất thần bí, cành lá vươn ra, che lấp những bí mật ở trên đó. Thời gian gấp rút, Mục Trần cũng không dám chần chờ, ánh mắt lập tức nhìn vào bên trong ngọn cây, nơi cành lá xung xuê đúng là có một bóng người đang ngồi xếp bằng chẳng qua người nọ không còn chút sinh khí chỉ còn lại bộ xương khô một cái áo xám rách nát lất phất vướng trên bộ xương đó mục trần kinh dị nổi ra gà nhìn hài cốt đang ngồi trên ngọn cây cẩn thận từng bước tiến tới lát sau không thấy biến động gì mới thở phào nhẹ nhõm tiến sát bộ hài cốt nọ hắn phát hiện nửa thân thể như bị lửa ám cháy đen những đoạn xương bị cháy đó còn có dấu hiệu bị mục co rút lại người này khi còn sống có lẽ phải chịu một vết thương rất nặng Mục Trần đào mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trước bộ hài cốt dường như có chữ viết trên nhánh cây. Hắn vung tay áo quét sạch đám là um tùm, hai mắt tập trung vào chỗ đó. Ta tên gọi thiên trùng, từ linh trùng tộc mà đến, ngao du đến tận đây, ngẫu nhiên có tung tích cửu u tước, lòng tham dâng lên, nỗ lực hướng tới, hao tổn tâm cơ, cuối cùng như sở nguyện đã phát hiện ra, những chữ viết sau càng lúc càng mờ, nhìn không rõ là chữ gì, nhưng đến cuối dòng chữ. Mục Trần nhìn thấy một chữ hận được khắc rất sâu và rõ ràng. Thì ra người này cũng từng phát hiện ra tung tích cửu u tước, hơn nữa có vẻ hắn còn suýt chút nữa là thành công, nhưng thời khắc cuối cùng có lẽ xảy ra biến cố không mong muốn. Linh trùng tộc. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, Cái tên này mơ hồ đã từng nghe qua, dường như là một trùng tộc khá kỳ lạ ở đại thiên thế giới, có thể điều khiển vạn trùng trong thiên hạ, vì thế người ta gọi họ là linh trùng sư. Những kẻ đó bản lĩnh quỷ dị, khó ai mà trêu chọc không ngờ lại có một người chết khô thây ở trên ngọn cây này mục trần trầm ngâm một hồi ánh mắt bất chợt nhìn về bàn tay kia của bộ hải cốt phía bàn tay bên đó có một cây sáo màu đen nhỏ chừng một thốn trên cây sáo nhỏ có khắc nhiều hoa văn như con sâu khi có gió thổi qua chui vào cây sáo nhỏ phát ra tiếng sáo thanh thúy mỏng manh vật này hẳn là linh trùng địch mục trần đăm chiêu nghe nói mỗi linh trùng sư đều có ít nhất một linh trùng địch có thể dùng để điều khiển nuôi dưỡng linh trùng cây sáo đen trước mặt này chẳng lẽ là vật đó thì ra tiếng sáo nhỏ mà ta nghe thấy là do gió thổi vào linh trùng địch phát ra xem ra đàn phệ linh phong bị thu hút đến cái cây này xây tổ cũng vì bị tiếng sáo nhỏ này hấp dẫn mục trần hơi giật mình bất giác tán thưởng một tiếng linh trùng sư quả thật có bản lĩnh kỳ lạ tiền bối người chết cũng đã sắp tiêu tán di vật chân quý này để cho vãn bối kế thừa của ngươi đi mục trần hơi không người trước mặt bộ hài cốt thật cẩn thận nhẹ nhàng lấy cây sáo đen ra khỏi bàn tay xương sẩu nếu hắn đoán đúng cây sáo này hẳn có thể thu hút vệ linh phong bất quá hắn cũng không dám dùng bậy bạ dù sao bản thân cũng không phải linh trùng sư cũng không có bản lĩnh điều khiển chúng nó nếu lỡ thổi lên lại kéo bầy vệ linh phong đàn đàn lũ lũ thu hút lại đây không có biện pháp khống chế thế thì không phải tự dẫn lửa thiêu thân sao dĩ nhiên dù rằng chưa biết dùng nhưng mục trần cũng không cam tâm tay không trở xuống cây sáo đen nằm lại chỗ này sớm muộn cũng bị năm tháng bò mòn ngược lại nếu thu giữ trong người không chừng còn có tác dụng cất linh trùng địch, mục trần vừa muốn rời đi, bất giác hai mắt trở thấy một tia sáng lóe lên dưới cái áo xám. Hắn do dự một chút, lại chắp tay với bộ xương khô rồi giơ tay kéo cái áo xám rách bươm. Cũng không biết kẻ này đã chết ở đây bao lâu, khi ngón tay hắn chạm đến cái áo, nháy mắt nó hóa thành cho tàn lạ tả rớt xuống, lộ ra ngay chỗ đó là hai cái chai trong suốt. Hai cái chai này vật liệu không tầm thường chút nào, vì đã qua không biết bao lâu, mà vẫn hoàn hảo như mới. Mục Trần vươn tay kéo hai cái chai lấy ra, trong chai là chất lỏng màu đen không biết tác dụng gì thoáng suy nghĩ một chút hắn cẩn thận hé mở miệng bình bất ngờ một mùi hương cổ quái phiên tán trong không khí dù dù ngay khi mùi hương quái đản đó phát tán trong không trung mục trần cảm thấy rõ ràng hắc thụ rung lên một chút hắn nhìn xuống dưới không ít vệ linh phong đen thui trong thân cây chui ra hai con mắt đỏ ngầu quay nhìn lên đỉnh đại thụ cấp tốc bay lên mục trần phát hoảng vội vàng cất chai đi nhanh chóng thu vào giới tử xuyến Mùi hương này dường như khiến cho vệ linh phong rất kích thích. Không thể ở lại nữa. Mục Trần nhìn thấy động tĩnh bên dưới, không dám nắn lại, đám linh thú mà mấy người đoạn vĩ, xua tới dĩ nhiên khó mà cầm cự được lâu trước đàn vệ linh phong hung dữ. Nếu bây giờ mà còn không đi, đến khi đàn vệ linh phong kia trở về vây quanh thì có mọc cánh cũng khó thoát. Đa tạ tiền bối. Mục Trần lại ôm quyền cúi chào bột xương, rồi không hề dừng lại nhanh chóng nhảy xuống hắc thụ, chân chạm đất liền phóng đi vào rừng rậm không hề quay đầu lại mục trần vượt qua rừng cây đi được một đoạn khá xa vừa muốn dừng lại đợi nhóm người đoạn vĩ đuổi theo đột nhiên kình phong sắc bén kình từ trên đầu mạnh mẽ áp xuống khiến hắn giật mình dậm mạnh chân xuống đất bắn ra chỗ khác tránh né kẻ nào mục trần hai mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn lên thân cây phía trước trên nhánh cây đó có một gương mặt quen thuộc đang phóng cặp mắt hờ hững khóa chặt lấy hắn dĩ nhiên là liễu mộ bạch liễu mộ bạch vẫn dán chặt ánh mắt lạnh lùng của mãnh thú săn mồi vào mục trần vươn bàn tay ra thản nhiên nói Xem ra ngươi thật sự là một kẻ rất có phúc, đi đâu cũng tìm được bảo vật. Mấy thứ ngươi tìm được trên ngọn cây kia là cái gì? Giao cho ta đi. Chương 53, Ngạnh chiến. Dưới tán rừng, Mục Trần vẫn đang yên lặng nhìn thân ảnh quen thuộc từ trên cành cây cao, Liễu Ngộ Bạch. Hắn vốn không nghĩ sẽ một mình chạm trán một VS1 một với tên này ở ngay đây, xem ra nhóm người của Liễu vực cũng bị đàn ong giữ kia chia cắt, và có vẻ tên nham hiểm này cũng nghe thấy tiếng sáo mỏng manh mà chạy qua đây. Đáng tiếc là vẫn chậm chân chậm tay hơn hắn một chút chưa kịp đến nơi đã bị Mục Trần nẫng đi hết cả. Với lời đe dọa ói bảo vật ra của Liễu Mộ Bạch, hắn chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Chỗ này cũng không phải Bắc Linh viện, ta nghĩ ngươi hiểu rõ nếu chết trong tay ta thì chẳng có ai thèm truy cứu, thành ra khuyên ngươi nên hiểu rõ tình hình thực tế một chút. Mà ta thấy tính cách của ngươi cũng không ngu xuẩn như cái loại liều mạng đâm đầu vào chỗ chết nhỉ. Liễu Mộ Bạch nhìn thấy khóe miệng cười khẩy của Mục Trần, tên kia không hề để ý tới lời nói của mình, đôi mắt vẫn giữ nguyên một vẻ hờ hững chậm rãi nói huyết đồ đuổi giết ta còn không sợ liễu mộ bạch ngươi thì tính là cái gì mục trần mỉm cười đáp lại huyết đồ kia thật ra quá ngu xuẩn hẳn là không may gặp phải ngân giác long báo trong bắc linh nguyên phải không vận khí của ngươi ta phải nói tốt thật đấy cái chuyện hy hữu như thế mà cũng gặp được liễu mộ bạch khinh khỉnh nói ra hết giọng điệu mỉa mai thật ra sau lúc đó họ cũng đã ở lại điều tra sự việc dò theo dấu chân của huyết đồ mà tìm đến lãnh địa của ngân giác long báo tìm thấy vài mảnh quần áo bị rách tan của huyết đồ, mới lờ mờ có vài giả thuyết về lý do tại sao Mục Trần có thể đào thoát lại còn giết chết được huyết đồ. Huyết đồ là bị ngân giác long báo giết chết, có liên quan gì tới ngươi chứ? Lấy cái chuyện đó hù dọa ta, ngươi cũng hơi khởi đó. Liễu mộ bạch cười lạnh, chuyện hôm đó bọn người liễu vực cũng đoán ra bảy, tám phần không khác lắm. Chỉ có điều bọn hắn đều cho rằng việc ngân giác long báo xuất hiện là ngẫu nhiên, chứ chẳng ai ngờ được nguyên nhân chính là do tên thiếu niên kia dở thủ đoạn tính toán từng bước dẫn huyết đồ vào tử lộ. Mục Trần chỉ mỉm cười, cũng không có ý biện bạch cãi cọ gì với tên lắm điều này, hắn lại càng thích đối thủ tự cho chúng là thông minh. Bây giờ ngươi có ngoan ngoãn lấy mấy thứ đó giao ra chưa? Liễu Mộ Bạch lại vươn tay ra, nhưng lúc này trong lòng bàn tay đã bắt đầu có linh lực dao động lóe ra. Mục Trần mỉm cười lắc đầu. Phốc. Ngay tích tắc Mục Trần lắc đầu, Liễu Mộ Bạch phóng người phi thân xuống khỏi nhánh cây, như một đầu ưng từ trên cao xà xuống bắt mồi lòng bàn tay linh lực dũng mãnh trào ra không chút nương tay oanh kích mục trần mục trần đẩy mũi chân vào đám lá khô rậm rạp dưới chân bất chợt hất mạnh lên trời lá khô tung tóe khắp nơi thân hình hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau rào linh lực đỏ rực bạo dũng phun ra trực tiếp chấn nát đám lá khô cản trở tầm mắt liễu mộ bạch thân pháp nhanh như tia chớp bàn tay quắp lại như vuốt ưng linh lực đỏ rực tỏa ra giao động nóng cháy động thái công kích nhằm thẳng vào chỗ yếu hại trong lồng mục mục trần nhìn thế công tàn nhẫn của Liễu Mộ Bạch, ánh mắt hắn cũng lạnh đi, trên nắm tay trào ra linh lực hắc ám, ngay lúc đó một đạo Sâm La tự ấn nhoáng lên liền xuất hiện. Một quyền tung ra, Sâm La tự ấn trên đầu quyền của Mục Trần bất chợt lóe lên, có linh lực hắc ám bao phủ tràn ngập một dao động bá đạo. Chát, quyền ấn của Mục Trần tông thẳng ưng trảo sắc bén của Liễu Mộ Bạch, một tiếng va chạm chát chúa vang lên, mắt thường có thể thấy rõ khí lãng linh lực khoét tán dữ dội, quét hết những vật thể chung quanh hai người bay đi nơi khác thân hình mục trần hơi chấn động lui về sau vài bước ánh mắt lạnh lẽo vẫn không quên quan sát liễu mộ bạch thực lực của tên kia quả nhiên đã tiến vào đến trình độ linh luân cảnh a linh động cảnh hậu kỳ về phần liễu mộ bạch cũng chấn kinh thốt lên ánh mắt kinh hãi lần trước hắn giao chiến với liễu dương ở viện thì bất quá chỉ vừa đến linh động cảnh trung kỳ chưa bao lâu đã có thể đạt tới linh động cảnh hậu kỳ tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh a à. hơn nữa càng khiến liễu mộ bạch kinh ngạc hơn nữa là thực lực như thế chính diện ngạnh đấu đối chiêu vẫn chưa thể chiếm thượng phong trước mục trần. Chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ lại có thể cường hãn như vậy, không khỏi khiến người khác kinh ngạc. Có bản lĩnh, khó trách luôn khiến ta cảm thấy chán ghét, vốn định sẽ đánh, cho người mất hết mặt mũi khi chính thức tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện, bất quá hiện tại ngươi khiến ta ghét cay ghét đắng, thế thì ta không cho ngươi cơ hội đến lúc đó đâu. Liễu mộ bạch giận dữ lẩm bẩm, lại co chân búng ra, linh lực đỏ rực bao bọc cơ thể, áp lực trực tiếp bao phủ đến mục trần, nhìn bộ dáng tên kia có lẽ đang tính toán ra tay sát thủ với mục trần ở trong này liễu mộ bạch không chút trần chờ linh lực càng lúc càng mãnh liệt song trưởng cong lại thành chảo linh lực đỏ rực cuồn cuộn quấn quanh hai tay mơ hồ hình thành một đầu hỏa ưng thủ chảo và hỏa ưng dung hợp hung hăng công kích mục trần đối diện đòn thế tấn công sắc bén của liễu mộ bạch mục trần không chọn chính diện ngạnh kháng thực lực liễu mộ bạch rõ ràng vẫn mạnh hơn hắn một bậc nếu cứ lao đầu xông lên thực là khiến cho tên kia toại nguyện Mục Trần điểm chân nhảy lùi lại, trong lúc đó, những tia hắc ám đột ngột xuất hiện trên 10 đầu ngón tay hắn. Liễu Mộ Bạch theo sát không buông, đòn thế dữ dội ép cho Mục Trần liên tiếp lui sau. Nhìn thấy đối phương không ngừng tránh né, Liễu Mộ Bạch cười gằn, không phải ngươi vẫn tự cao cho mình mạnh sao? Hiện tại như thế nào cứ như thỏ tử tránh né chạy trốn. Mục Trần vẫn điềm nhiên tránh né, trả lại tên kia một tia cười khiêu khích, nhưng không hề có dự định đối cứng. Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu khóe mắt liễu mộ bạch sáng lên, thân hình như bay ra giữa không, linh lực hùng hồn tuôn ra dữ dội hơn nữa, chảo biến thành quyền, từ trên cao cách không nện xuống mục trần. Viêm ưng phần, một quyền nện xuống, linh lực đỏ rực cuồn cuộn trào ra như ngọn lửa. Quyền phong được ngọn lửa bao lấy, liễu mộ bạch như hóa thành hỏa ưng gào thét lao xuống, bao phủ hết mọi đường lui của mục trần. Những tưởng mục trần sẽ hoảng loạn, nhưng hắn bất chợt dừng lại, con người đen lấy nhìn thế công cuồng bạo sấn tới. Hai bàn tay chớp mắt hợp lại, quát lớn, kết trận. Díu, díu, díu. Ngay khi hắn quát lên, không khí trước mặt thoáng dao động một chút, từng luồng linh lực hắc ám như sợi chỉ tuôn ra, quấn quanh tứ chi và thân thể liễu mộ bạch, trói chặt. Bất thình lình bị trói, khiến thân thể liễu mộ bạch khựng lại cứng ngắc trong chớp mắt. Gương mặt tên kia lại thêm một lần vô cùng kinh hãi, linh trận, bất quá chỉ ngạc nhiên chốc lát. Liền nhận thấy trói buộc của linh trận có vẻ yếu nhược, cười một tiếng khinh thường, ra chỉ là một cái tiểu linh trận. Ừm, uhm. linh lực hùng hồn trong cơ thể, trào ra mạnh mẽ, trực tiếp trấn nát những tia linh lực hắc ám. Thế công của Liễu Mộ Bạch lại tiếp tục không thay đổi, hung hãn oanh kích Mục Trần, chẳng qua bị tiểu linh trận kia ngăn cản trong tức thời, cũng khiến thế công trễ mất một nhịp, khí thế cũng bị giảm hẳn đi. Lúc này đây, đối mặt đòn thế tấn công không buông của Liễu Mộ Bạch lần thứ hai cuồng bạo áp tới, Mục Trần lại không chọn tránh né nữa, sắc mặt ngưng trọng, sát khí lạnh băng dũng mãnh tiến ra. Linh lực hắc ám đột ngột bao bọc hai bàn tay Mục Trần, hắn bước tới vài bước, trong hai bàn tay là hai đạo xâm la tử ấn thoát ẩn thoát hiện. Rốt cục không trốn nữa sao, liễu mộ bạch thấy thế, ý cười càng đậm, càng khoái trá, sát khí cũng đại thịnh, ánh mắt hung lệ tàn nhẫn, linh lực đỏ rực như hỏa ưng săn mồi, dao động dị thường cuồng bạo nhanh chóng dồn áp lực lên ngực mục trần. Xâm la tử ấn, hai bàn tay co lại, rồi tung ra theo tiếng quát đầy khí thế, linh lực trong cơ thể bùng nổ như sóng giữ cuồn cuộn xuất động. Hai luồng xâm la tử ấn tỏa ra quang mang bá đạo, quyền trưởng gào thét vung tới, dưới đôi mắt hung ác mà lạnh lẽo của cả hai người, ầm ầm va chạm với nhau. Chương 54, đầm hắc độc. Huỳnh Thanh âm va chạm vang dội đột ngột dưới tán rừng thưa, một cỗ khí lãng linh lực như cuồng phong trùng kích chấn nát mọi thứ vụn vặt trên đất rừng. Đằng kia vài gốc đại thụ cũng run lên bần bật, lá cây rơi xào xạc đầy trời, hai bóng người áp sát nhau đều run lên, lảo đảo bắn ngược ra ngoài. Mục Trần dậm mạnh bàn chân nhanh chóng lui hơn 10 bước, phủ phục một gối xuống đất mới khỏi ngã, hai bàn tay hơi run run, lực phản chấn cường đại khiến cho hắn cảm nhận một cơn đau mơ hồ. Bất quá tuy song trưởng có đau một chút, nhưng hắn cũng đã mạnh mẽ ngạnh kháng được đòn tấn công hung ác mãnh liệt của Liễu Mộ Bạch, hẳn nhiên là nhờ hai đạo Sâm La Tử Ấn hiển lộ uy lực. Từ khi luyện ra được hai đạo Sâm La tự Ấn, Mục Trần vẫn chưa thể chân chính thi triển hoàn toàn sức công phá của nó, vì hai đối thủ trước mà hắn từng chạm trán, Kỳ Tông và Huyết Đồ, đều là những kẻ có thực lực vượt xa bản thân, dù hắn có sử dụng hai đạo Hắc Ấn cũng không thù bù lại chênh lệch chỉ có hiện tại hắn mới chân chính cảm nhận rõ ràng lợi hại của xâm la tử ấn liễu mộ bạch tuy cũng có thực lực linh luân cảnh bất quá cũng chỉ mới trình độ sơ kỳ vẫn hơn mục trần khá nhiều nhưng không quá xa như huyết đồ hay kỷ tông có linh trận hỗ trợ cũng nhờ nhiều yếu tố như vậy mà uy lực xâm la tử ấn đã có thể bày ra rõ ràng so với mục trần sắc mặt liễu mộ bạch xanh mét nhìn chăm chăm đối thủ hẳn nhiên là khó tin không thể lý giải nổi tại sao chỉ là một tên linh động cảnh hậu kỳ đích lại có thể chơi cứng như vậy dù bản thân còn thủ đoạn chưa dùng, nhưng dù sao cũng có thực lực linh luân cảnh, mạnh hơn mục trần không ít, thế mà rõ ràng không chiếm được thượng phong, thật khó mà tin được. Sao thế? Thấy ta nói đúng rồi hà? Vốn nghĩ ta chỉ là một con tép muốn dẫm đạp lúc nào cũng được, nhưng không ngờ thực tế lại không như tưởng tượng hay sao? Mục Trần nhìn nét mặt xanh mét của Liễu Mộ Bạch, không khỏi cười nói chào phúng. Liễu Mộ Bạch nghiến răng nổi giận, trên trán gân xanh hẳn lên kín mít, chợt hắn hít sâu một hơi, đè nén vẫn nộ trong lòng, ánh mắt trở nên bình tĩnh khác lạ trong thanh âm mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ ngươi đúng là vượt ngoài dự kiến của ta bất quá chỉ như vậy đã nghĩ rằng có thể đắc ý càn rỡ trước mặt ta thì còn quá sớm linh lực đỏ rực trên cơ thể liễu mộ bạch lại lần nữa tuôn ra ảo ạt lần này tràn ngập hung bạo và dày đặc sát khí hiển nhiên liễu mộ bạch đã bị mục trần kích tướng lộ ra sát khí chân chính tên kia đã quyết định hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải giải quyết triệt để kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng ngay tại đây Mục Trần nhìn thấy, hai mắt cũng nheo lại ra vẻ nguy hiểm, khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo. Tuy hiện tại đối phó tên kia cũng có chút phiền phức, nhưng nếu hắn không có ý muốn buông tha, vậy thì cũng không cần cho hắn một kết cục tốt. Dưới bóng cây, hai người đối mặt nhìn nhau, sắc bén lạnh lẽo như lưỡi đao, lá cây xào sạc rơi xuống, không khí vô cùng căng thẳng. Rắc rắc, bất quá, chính ngay lúc không khí như cung dương hết cỡ, một tiếng động nhỏ từ trong rừng truyền ra phá vỡ khí thế cả hai, đông cứng trái tim hai người thịch thịch thịch, những tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng hơn 10 bóng người đột ngột xuất hiện từ phía tiếng động trong rừng đó, từ phía sau Liễu Mộ Bạch tiến lại. "Thiếu chủ, rốt cục tìm được ngươi." Mục Trần nhìn mấy người vừa tới, chân mày nhíu lại, bọn họ đều là nhân mã Liễu vực. Liễu Mộ Bạch đang lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Mục Trần châm chọc, "Xem ra vận may của ngươi đã tận rồi a, à, cũng chưa chắc." Mục Trần nghe vậy, khoanh tay cười khẩy, liếc mắt nhìn xa xa phía sau, hắn cũng thấy vài bóng người quen thuộc đang phóng nhanh tới, đúng là mấy người của đoạn vĩ. Nhân mã liễu vực và nhóm người đoạn vĩ, hiển nhiên đều nhận ra động tĩnh giao chiến bên này, mới cấp tốc chạy lại đây. Hai đoàn người nhìn thấy nhau đều biến sắc, vội vàng vây quanh chủ nhân của mình bảo vệ, đưa mắt cảnh giác hầm hè quan sát đối phương. Mục Trần lắc đầu, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng đi. Hiện tại hai bên đều người đông thế mạnh, không có cơ hội đơn đả độc đấu nữa, còn nếu mà bộc phát giao tranh quy mô này, e rằng sẽ dẫn tới không ít linh thú hung hãn của Hắc Minh Uyên, lúc đó thì cả hai đều gặp phải đại phiền toái. Liễu Ngộ Bạch hiển nhiên cũng rõ ràng việc đó, không cam lòng nhưng cũng đành chịu, nhách mép cười, lại nhặt được cái mạng nhỏ, vận khí không tệ. Mồm miệng lợi hại thì có ích gì, chừng nào có thể triệt để đè bẹp ta dưới chân, thì hẳn khô môi múa mép chưa muộn đâu. Mục Trần sắc mặt bình thản đáp lời. Sẽ có lúc đó. Ta rất mong chờ nhìn gương mặt ngươi khi đó, để xem có còn giữ được cái vẻ mặt này hay không. Liễu Mộ Bạch nhìn Mục Trần một hồi, không nhiều lời vô nghĩa nữa, vung tay dẫn đám người Liễu vực tiến vào rừng rậm. Đoạn Vĩ nhìn đoàn người Liễu Mộ Bạch đã đi xa, cũng thở phào, quay sang hỏi thăm Mục Trần, "Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?" Mục Trần cười lắc đầu, con ngươi đen láy nhuộm một chút khí lạnh nhìn bóng dáng Liễu Mộ Bạch đằng xa. Lát sau mới quay đầu dẫn mọi người đi theo hướng ngược lại. "Chúng ta cũng đi thôi, nhanh chóng hợp lại với phụ thân." Một đầm lầy khá rộng đen thui như mực, phía trên nó là một màn xương độc dính dính ướt át, xương độc chỗ này đặc biệt dày hơn nơi khác nếu có ai đó can đảm xông vào e rằng ngay cả thực lực linh luân cảnh cũng khó cầm cự được lâu trên mặt nước của đầm lầy thỉnh thoảng có những bong bóng khí vỡ ra độc khí thản nhiên bốc lên mặt nước lại có bùn đen cuồn cuộn bùn đen lắng xuống những đôi mắt dã thú hung tàn đỏ ngấu quét nhìn chung quanh gần phía đầm lầy đó có một nhóm người mặt mày ủ rột lo âu người đi đầu chính là mục phong hiện tại lão đang cao mày quan sát đầm lầy đen vô tận không thấy cuối trước mặt vực chủ, đầm hắc độc này rất khó vượt qua, trên không đầy xương độc căn bản không thể xông qua, nhưng nếu đi theo mặt nước đầm lầy, thì e rằng ít ai sống sót qua những đợt công kích của lũ hắc độc ngạc, rình rập trong đó. Bên cạnh mục phong, một thành chủ mục vực đau khổ than thở. Có tìm được đường khác để tiến sâu vào hắc minh uyên không? Chu giá co mày dò hỏi. Có lẽ là có, nhưng nếu vậy cần mở rộng khoảng cách thăm dò, tiêu hao thời gian như thế sợ rằng chúng ta sẽ bị bọn liễu vực bỏ xa mất. Một người trả lời bọn người kia chuẩn bị thật chu đáo a à, chu giã cắn chặt răng liễu vực hiển nhiên đã sớm điều tra rõ địa hình hắc minh uyên nói không chừng hiện tại họ cũng không đi đường này mà tìm những đường khác dễ đi hơn để tiếp tục đi sâu vào hắc minh uyên mục phong cũng là thở dài một hơi sau đó hỏi có tin tức bên nhóm tiểu mục không vẫn chưa có hay là để ta dẫn người đi tìm chú giã nói mục phong nghĩ nghĩ vừa muốn nói chuyện thần sắc khẽ động cười nói không cần ta nói rồi tiểu tử kia khó ai có thể sánh bằng nói xong lão nhìn về một phía trong rừng chỉ thấy cây cối nơi đó hơi sao động người mấy bóng người nhưng như thỏ nhảy ra đang tiến về bên này dẫn đầu là một thiếu niên khôi ngô Đúng là mục Trần tía mục Trần nhìn thấy đám người gần đầm lấy rốt cuộc cũng nở nụ cười vui vẻ ra nan rồi cũng gặp lại được nhau không sao chứ mục phong vui vẻ hỏi han con trai mục Trần lắc đầu tiến đến gần đưa mắt nhìn vào đầm lầy mênh mông ra vẻ trêu tức tí à xem ra lão gặp phiền toái lớn a à. hẳn nhiên khốn cảnh thế này bất cứ ai cũng có thể nhìn ra mục phong chưa có cách nào giải quyết mục phong cả giận chừng mắt nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng lão và chu dã dùng thực lực thần phách cảnh có thể miễn cưỡng xuyên qua đầm lầy nhưng tùy tùng còn lại thì thật không có biện pháp cứ tiếp tục ngồi đây e rằng cử u tước sẽ bị liễu vực chiếm mất chu dã cũng cười khổ chu thúc yên tâm đi cử u tước ta nghĩ không dễ bắt vậy đâu Mục Trần trấn an lão, tuy hắn vẫn chưa thấy cửu u tước, nhưng với lượng tin tức ít ỏi mà bộ hài cốt kia ghi lại, có lẽ cửu u tước cũng không đơn giản. Hơn nữa cái chuyện đi xuyên qua đầm hắc độc này cũng không phải là vô kế khả thi. Mục Trần chậm rãi đảo mắt qua đầm lầy đầy kịch độc, mỉm cười thản nhiên nói: "Nói chi dứa cu, nghe hắn nói lời ngạo mạn, Mục Phong, Chu Dã và mấy vị thành chủ đều cả kinh, ánh mắt nghi ngờ nhìn Mục Trần. Cái tên thiếu niên đó chỉ nhàn nhã phủi tay, thần thái thanh nhàn. Ngươi có biện pháp, Mục Trần nhìn thần sắc vội vàng của đám người, cười khinh khỉnh gật đầu. Trong linh lộ, nhiều khu vực so với cái đầm lầy hắc độc này còn hung hiểm hơn nhiều a. À. Chương 55, giải pháp. Mục Phong nhìn đứa con trai đang mỉm cười thong dong trước mặt, dù còn hơi nghi hoặc nhưng lại thấy thích thú, ngay cả bản thân lão kinh nghiệm phong phú cũng chưa tìm ra cách cho mọi người vượt đầm, con trai hắn giải quyết được sao? Nói thử xem làm thế nào, nếu chỉ là nói mò, lâu rồi ta cũng không giáo huấn ngươi đó. Mục Phong cười nói, mục trần nhìn vào đầm hắc độc minh mang nói đầm hắc độc này chim sẻ cũng khó bay lọt còn bước vào sẽ lún sâu không thoát bay lên trời xương độc dày đặc cũng khó vượt qua nếu dùng những vật liệu nổi làm điểm đặt chân phóng qua đúng là có thể đi trên nước nhưng khổ nỗi khó đi như vậy trong thời gian dài dừng lại thì bị hắc độc ngạc đông vô kể lao tới xe xác mấy chuyện đó lẽ nào phụ thân ngươi không biết mục phong cười mắng một tiếng thật ra muốn qua cũng không khó trong đầm này có cái gì có thể tự do đi qua đi lại mục trần cười hỏi tự do qua lại. Mục Phong nhăn chán suy nghĩ, chợt thốt lên, là hắc độc ngạc. Đúng, chỉ cần chúng ta bắt vài con hắc độc ngạc, lột da bọc vào thuyền, có thể đi suốt trong đầm mà không bị vướng lại, mà mùi hắc độc ngạc, trên thuyền tản ra cũng tránh được công kích bất ngờ từ những con hắc độc ngạc khác. Mục Trần nói, đơn giản vậy sao? Mục Phong co mày suy nghĩ, chưa tính tới những khó khăn khác, muốn xuyên qua đầm lấy dù rằng ra hắc độc ngạc có thể có tác dụng, nhưng khó mà bảo đảm cả đoàn được an toàn ha ha thật ra còn cần một bước nữa mục trần cười cười hắc độc ngạc tuy khá đần độn nhưng dù sao cũng là sát thủ đầm lầy cũng không dễ đánh lừa chỉ bằng mùi hương bước cuối cùng này vẫn phải chờ những bước trước đó tiến hành hoàn tất trước đã tía chuyện liệp sát hắc độc ngạc là của mọi người nha mọi người nghe thấy đều tròn mắt nghi hoặc không ai đoán ra mục trần định làm gì tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có gạt ta mục phong gầm gừ hiện giờ bọn họ cũng không có cách nào khác hơn nữa thời gian cấp bách còn dây dưa sẽ bị liễu vực bỏ xa. Chu giã, chúng ta ra tay, những người khác chuẩn bị làm thuyền. Mục Phong trực tiếp hạ lệnh điều động mọi người. Vâng, tuy mọi người đều hoài nghi biện pháp của Mục Trần, nhưng một khi Mục Phong hạ lệnh, không ai dám không tuân theo, bắt đầu phân tán chặt cây để lấy gỗ. Mục Phong và Chu Giã cùng tiến lên, linh lực hùng hồn trong cơ thể được điều động trào ra. Mục Phong thoáng động thân hình đã xuất hiện giữa không trung đầm hắc độc, linh lực rực lửa sau lưng bùng ra, hóa thành một con viêm điêu khổng lồ, trên thân thể chim lửa bọc kín vảy bò sát đỏ hồng, hai cánh như cánh rồng, sức mạnh sung mãn, uy áp cường đại tỏa ra chung quanh, khiến những sinh vật dưới đầm hắc độc trở nên hoảng loạn, đầm lầy khuấy động, một con hắc độc ngạc trồi ra khỏi bùn, hoảng sợ đề phòng nhìn bóng chim lửa trên không. Roa giờ giờ giờ, Chu Dã cũng lơ lửng giữa không trung, phía sau là một đầu tê giác to như quả núi hiện ra, trọng lượng của nó khiến cho cả không khí cũng chấn động. Phàm là cường giả thần phách, cảnh luyện hóa tinh phách linh thú loại nào sẽ có đặc tính và sức mạnh của loài linh thú đó. Ví như viêm long điều tăng phúc cho mục phong tốc độ, còn sơn nhạc linh tê lại khiến cho chu giã, có trọng lượng cực nặng và sức mạnh thể chất. Mục trần nhìn hai linh thú uy phong lẫm lẫm phía sau hai người, đôi mắt không kềm được vẻ thèm thuồng mong đợi. Thần phách cảnh, quả là cường đại, hơn xa linh luân cảnh. Chu giã nắm bàn tay lại thành quyền, khẽ, quát lên tung ra một nắm đấm, linh lực vàng sẫm như cột sáng từ tay lão phóng ra gào thét ầm ầm như đá núi lăn xuống, hung hăng nện xuống đầm lầy. Uỳnh! Mọi thứ rung chuyển, đầm lầy bị đào ra một cái lỗ cực sâu, xung lực khiến cho mười mấy con hắc độc ngạc bị đánh bay lên khỏi mặt nước. Mục Phong ngay lập tức phối hợp, Viêm Long điều sau lưng dướn cổ ré lên, ánh lửa cuồng bạo quét ra, quấn lấy những con hắc độc ngạc bị bắn tung lên không. Mười mấy con hắc độc ngạc thực lực linh luân cảnh nháy mắt bị đánh chết. Mục Phong khống chế linh lực điều luyện hất những cái xác cá sấu lên bờ, ngay chỗ những thủ hạ đang đứng chờ sẵn, khi Mục Phong và Chu Dã ra tay, cách đầm hắc độc không xa, nơi con đường ven vách đá, một nhóm người đang di chuyển chợt dừng lại, chính là những tên liễu vực mà Mục Phong đã từng chạm trán. Cổ linh lực dao động này, Liễu Tông dừng bước, nhìn về hướng dao động linh lực toát ra là Mục Phong và Chu Dã. Xem ra chúng gặp phiền toái a, à, chúng hẳn là đang mắc kẹt ở đầm hắc độc rồi. Ha ha, thực lực Mục Phong và Chu Dã muốn mạnh mẽ xông qua cũng không khó, bất quá tiêu hao cực lớn, còn muốn hỗ trợ đám thủ hạ đi theo e rằng không có khả năng. Liễu Kình Thiên đi đầu đoàn người quay mặt lại, cười nhạt, nếu vậy thì lần tới chúng ta chạm trán bọn hắn ở sâu trong kia, chỉ có thể gặp tàn binh thôi sao, thật là mất hứng thú tranh giành a. À. May có đại ca suy nghĩ chu đáo, lúc đó nếu có cơ hội, đừng cho tên nào chạy thoát. Mục vực nếu không có Mục Phong và Chu Dã tọa trấn, hô hô, còn không phải là vật trong túi Liễu vực chúng ta được ư? Liễu Minh cười nham hiểm. Liễu Kình Thiên cười nhẹ gật đầu, đôi mắt ẩn chứa sát khí nhàn nhạt nếu quả thật có cơ hội, dĩ nhiên lão sẽ không buông tha. Bây giờ chỉ cần đến chỗ kia trước, mai phục chờ đợi bọn tàn binh bại tốt bỏ hết tinh lực vượt qua đầm hắc độc, lúc đó mọi chuyện đã được định đoạt. Mục Phong a, cứ mặc ta ở lại mục vực hưởng phúc thì không muốn, cứ năng nặc đòi tranh đoạt cửu u thước với Liễu vực chúng ta, vậy cũng không trách ta được. Bùm. Đất đai rúng động, Mục Trần đưa mắt nhìn mười mấy cái xác cá sấu được Mục Phong đưa tới, nhịn không được chép miệng. Đám hắc độc ngạc này con nào cũng có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, vậy mà trong tay phụ thân và chu thúc một chút lực phản kháng cũng không có mục trần thầm tán thưởng một chút gọi vài tên thủ hạ dùng đao khéo léo lột bộ da cá sấu bên kia nhóm những vị thành chủ cũng đã chặt cây làm xong vài con thuyền nhỏ đơn giản mới đem ra cá sấu bọc lấy những con thuyền con con đó nếu những con thuyền gỗ sơ sài này trực tiếp đi xuyên qua đầm e rằng chưa được bao xa sẽ bị bùn lầy nhấn chìm nhưng khi bọc lấy ra cá sấu còn sót lại một chút linh lực dao động cũng vừa đủ để con thuyền có thể nổi trên mặt nước đầm mọi người đều đã hoàn thành đâu đó, không hẹn mà cùng nhìn về mục trần, trong đầu ai cũng đang thắc mắc, liệu biện pháp này có thể giúp mọi người cùng vượt qua đầm hắc độc hay không? Tới phiên ngươi làm việc. Mục Phong cũng nhìn mục trần, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đừng có làm ẩu, lỡ như trong đầm xuất hiện phiền phức thì không có mấy người sống đu ọc đâu. Tía cứ an tâm. Mục trần thành thật cười cười, rồi chỉ vào đầm lầy. Nói, chủ yếu chúng ta chỉ cần tránh công kích của bảy hắc độc ngạc, là không có gì phiền toái chúng vốn là linh thú trung cấp, nhưng vì luôn luôn sinh sống trong đầm lầy, nên tầm nhìn bị hạn. Chế, chỉ cần có biện pháp khiến cho chúng nó bị loạn thị giác, kết hợp với khí tức từ da cá sấu này, dư đủ để chúng ta xuyên qua. Làm cách nào khiến chúng hoa mắt được, Mục Phong nhíu mày dò hỏi. Cái này cũng do công lao của tía sắp xếp cho ta trong thời gian này, học tập một chút linh trận. Mục Trần mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, tám linh ấn lung linh lơ lỉnh ở đầu ngón tay. Người đã có thể bố trí linh trận, nhìn thấy linh ấn trên đầu ngón tay của mục trần mục phong và chu giã đều kinh ngạc sững sờ thủ hạ mục vực thì thần tình hâm mộ nhìn thiếu chủ tiểu linh trận mà thôi mục trần cười ta bố trí tiểu linh trận này gọi là mê hồn trận có một chút hiệu quả mê hoặc dù không lớn lắm nhưng dùng để đối phó mấy con cá sấu mắt mờ thì vừa đẹp mục phong và chu giã vừa kinh ngạc vừa vui mừng phao một chút than thở không ngờ được mục trần lại có hiểu biết về linh thú không hề kém thậm chí là còn lão luyện hơn hai người một chút mục trần nói xong sắc mặt thay đổi ngón tay động đậy tám linh ấn biến mất chung quanh thuyền nhỏ mọi người chỉ mơ hồ cảm thấy không khí có một chút dao động khá kỳ lạ mục trần múa may thay đổi kết ấn lát sau thở phào một hơi lau mồ hôi chán được rồi mọi người đều phóng mắt nhìn lại thấy trên thuyền giường như có sương mù nhàn nhạt che khuất bóng thuyền cái độ che phủ của đám sương này bọn họ nhìn qua liền thấy ngay nhưng may thay hắc độc ngạc lại không có được nhãn lực của con người bình thường thiếu chủ thật là tài năng a à đoạn vĩ trầm trồ tán thưởng trước kia đều đối đãi với tư cách thiếu chủ thiếu niên non nớt nhưng bây giờ lại phát hiện thiếu chủ của mình cũng không đơn giản dù không biết biện pháp này đạt hiệu quả ra sao nhưng trung quy vẫn có thể tạo lòng tin cho người khác khen sớm quá làm gì nếu có ích thì mới đáng để khen bằng không chỉ phí công mà còn hại người mục phong tuy lời nói có vẻ không hài lòng nhưng trong lòng đắc ý vui sướng không thôi dù vậy vẫn nói thế để cho con trai không quá tự mãn là lừa hay ngựa cứ tới là biết Mục Trần Bĩu môi, đẩy thuyền nhỏ xâm nhập đầm hắc độc, dẫn đầu đoàn người tiến lên. Chương 56: Thủ đoạn độc ác. Pop! Trong đầm hắc độc, một quả bóng khí màu đen cực lớn bốc lên, vỡ ra, độc khí tanh hôi từ từ tản ra, làm nồng thêm màn sương độc bao phủ trên không. Chính lúc đó, ngay trong nơi không có mấy sinh khí, một con thuyền nhỏ bọc da cá sấu cẩn thận chậm chậm lướt đi trên mặt nước. Trên con thuyền nhỏ, mọi người đều đứng im bất động, không dám tạo ra dù là một âm thanh nhỏ đôi mắt gắt cao quan sát dòng nước đầm lầy đen chung quanh thuyền, linh lực trong cơ thể vẫn lặng lẽ chuyển động. Đám người đó dĩ nhiên đã dùng đến giải pháp của Mục Trần. Thấy Mục Trần tự tin như thế, nhân mã mục vực cũng phần nhiều tin tưởng, nhưng dù sao bản thân cũng đang xuyên qua tuyệt địa, chỉ một chút vô ý làm lật thuyền, rơi vào trong bùn đen của đầm lầy cũng không dễ chịu gì. So với vẻ lo lắng nơm nớp của họ, Mục Trần lại bình tĩnh hơn nhiều, bất quá ánh mắt cũng quan sát kỹ càng chung quanh. Hiện tại trên thuyền đều là tinh anh của mục vực, nếu sơ ý mất đi bất kỳ ai cũng là một tổn thất lớn. Mục Phong đứng cạnh Mục Trần, gương mặt lạnh băng cũng khá nghiêm trọng, tư thế sẵn sàng một khi có tình huống xảy đến sẽ lập tức ra tay. Con thuyền nhỏ chậm chậm xâm nhập đầm lầy, dần dần bên dưới lớp bùn nước đen cũng có động tĩnh, bùn đen tràn ngập độc khí chợt cuộn lên, một con hắc độc ngạc cực kỳ dữ tợn nổi lên mặt nước, chậm rãi bơi tới thuyền nhỏ kia. Mọi người trên thuyền nhìn thấy, khóe mắt rực rượt, trái tim đập như trống trận. Trên thuyền yên tĩnh không có tiếng động hơn 10 đầu hắc độc ngạc lượn lở quanh con thuyền nhỏ, đôi mắt đỏ như máu xuyên qua lớp bùn hung tàn nhìn lên. Ánh mắt mọi người bất giác trở nên căng thẳng tột độ. Con thuyền được Mục Trần điều khiển vẫn duy trì tốc độ chậm chạp, nhẹ nhàng lặng lẽ xuyên qua đầm lầy, những con hắc độc ngạc kia không ngờ chẳng có dấu hiệu nào sẽ công kích con thuyền, nhìn kỹ trong mắt chúng nó dường như có vẻ mơ màng mờ mịt, nhóm cường giả Mục Phong cũng thở phào thoải mái. Hiển nhiên, những con hắc độc ngạc linh trí thấp kém vẫn mơ hồ cảm thấy gì đó kỳ lạ nhưng không thể hiểu nổi cái kỳ lạ đó là cái gì và đến từ đâu. Thuyền nhỏ cuối cùng thuận lợi xuyên qua vòng vây của hắc độc ngạc, nhưng mọi người cũng không dám thở quá mạnh, phải đến nửa giờ sau, bọn họ đều thấy bờ bên kia của đầm lầy mới dám thở ra sảng khoái, đẩy mọi thứ buồn bực lo lắng sợ hãi ra khỏi lòng. Hê hê, thật đúng là dễ dàng đi qua, thiếu chủ thật là lợi hại. Không khí trên thuyền trở nên thoải mái, đoạn vĩ vui mừng tán thưởng không ngớt. Tía A, sao rồi? Không có làm mất mặt chứ. Mục Trần trong lòng cũng thả lòng, phủi tay mấy cái quay qua Mục Phong cười nói. Tiểu tử thúi, Mục Phong cười mắng, nhưng khó giấu được nét vui mừng trong ánh mắt. Con trai hắn không ngờ đã trưởng thành quá mau chóng, đã có thể ra tay trợ giúp cho lão, không uổng công nhiều năm gà chống nuôi con. Tiểu mục tử quả nhiên đã khác xưa. Chu giã cũng cảm thán hoài niệm. Từ khi mục trần trở về từ linh lộ, quả thật đã biến hóa không ít. Nếu trước kia hắn chỉ được nhận xét là nam hài tử khá thông minh, trong sáng và có tiềm lực thiên phú tốt, thì bây giờ đã có thể là một trang nam tử lưng dài vai rộng gánh vác việc lớn mục phong khẽ gật đầu bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mục trần bất chợt lão nhảy lên trực tiếp lao xuống đầm nước tiến lên trước chúng ta cũng nên đẩy nhanh tốc độ đi bằng không sẽ bị bọn liễu vực bỏ xa vâng tinh anh mục vực hùng dũng nhận lệnh lục tục lên bờ vẫn giữ cảnh giác sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi bắt đầu tăng tốc đi sâu vào rừng rậm hắc minh uyên khi đám người mục phong thoát khỏi đầm hắc độc trên một vách đá xa xa có vài ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao đó, quan sát bọn họ. Không ngờ cái bọn kia lại có thể bình an xuyên qua đầm hắc độc. Chúng làm thế nào được nhỉ? Liễu Minh nhìn những bóng người đã đi khuất, đôi mắt khó tin lẩm bẩm. Xem ra mục vực cũng có chuẩn bị. Liễu Tông nhíu mày, vốn định thừa dịp đoàn người mục vực hao binh tổn tướng trong đầm hắc độc mò lên, thì liền tập kích, nhưng không thể đoán được đối phương lại nhẹ nhàng vượt qua chứng ngại. Liễu Kình Thiên cũng lạnh lùng quan sát, mục vực chuẩn bị chu đáo, đối với họ sẽ càng thêm uy hiếp. Bọn người kia nhất định phải bị trừ đi cho bằng hết, cửu u tước nhất định phải thuộc về liễu vực. Chỉ cần có được cửu u tước, liễu vực sẽ chân chính trở thành bá chủ bắc linh cảnh, mà liễu kình thiên hắn, sẽ không còn gọi là liễu vực chủ nữa, mà phải là bắc linh cảnh chủ. Giã tâm phừng phừng thiêu đốt trong hai mắt liễu kình thiên. Đại ca, bây giờ làm gì? Liễu Minh hỏi, đoàn người của mục vực đã nhanh chóng đi mất không thấy bóng. Không vội, Liễu Kình Thiên cười nhạt, kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị bao lâu chứ? Hắc Minh Uyên chúng ta dò xét từ lâu, mục vực thì cứ đỏ mắt sông bừa một hướng mà cũng muốn đấu sao? Ánh mắt âm u nhìn vào rừng sâu, lão cất giọng, đi thôi, tới nơi đó ta sẽ dọn đại lễ tặng cho chúng. Càng lúc càng đi sâu vào Hắc Minh Uyên, nhóm người của Mục Phong cũng càng thêm cẩn trọng. Khu vực này của Hắc Minh Uyên đã có dấu vết của linh thú cao cấp, nếu bị đám thú hung hãn đó dán mắt vào thì sẽ cực kỳ phiền toái, dù sao cũng còn cần phải luôn cẩn thận để phòng bọn người liễu vực. Đội Ngũ Yên lặng xuyên qua rừng cây tăm tối, dọc đường thỉnh thoảng có gặp linh thú cũng không dám ra tay trước, mà chọn đánh một vòng khá xa nhanh chóng rời khỏi. Dưới áp lực căng thẳng đó chừng nửa giờ, Mục Phong mới dẫn mọi người rời khỏi khu vực cây cối rậm rạp, tiến đến một vách đá một bên vực sâu đen ngòm. Trên vách núi có những khe nứt lớn chằng chịt, nhìn qua như cái miệng rộng của ác ma. Mục Phong nhìn xuống vực thẳm đen ngòm, lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm trọng chúng ta đã rất gần thâm sơn Hắc Minh Uyên. Mục Phong chậm rãi nói, khu vực này mới chân chính là Hắc Minh Uyên, ở đây đầy dãy linh thú cao cấp sinh sống. Linh thú cao cấp, nhóm thủ hạ đều tỏ ra nghiêm túc, linh thú cấp bậc đó chính là sánh ngang với Mục Phong, cường giả thần phách cảnh. Trên đường đến đây, ta không cho giết một linh thú nào, vì đám linh thú cao cấp cực kỳ hiếu sát, mùi máu thoang thoảng cũng rất dễ khiến chúng để ý, mà với đội hình của chúng ta, chỉ cần hai đầu linh thú cao cấp cùng, đến một lượt sẽ khiến chúng ta tổn thất thê thảm. Mục Trần cũng gật đầu, nơi này hung hiểm hơn hẳn Bắc Linh Nguyên. Đi thôi, mọi người tăng cường cảnh giác Mục Phong vung tay lên, đi trước dẫn đường, bước vào khe núi đen thui trên vách đá. Phía sau, Mục Trần, Chu Giã và Thủ Hạ cũng cẩn thận bám sát theo. Vực thảm Hắc Minh Uyên, trên không trung luôn có sương độc bao phủ, khiến cho không khí âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng có những tiếng rít gào của thú dữ từ xa vọng lại, mang theo mùi vị chết chóc đe dọa. Mục Phong cẩn thận bước đi trong bóng tối, tránh hết thảy những nơi có dấu hiệu xuất hiện linh. Mục Trần cũng nhận thấy được linh. Lực trong người Mục Phong và Chu Giã vẫn đều đều vận chuyển, luôn sẵn sàng để ra tay ứng phó tình huống bất ngờ. Cẩn thận hành tẩu, đoàn người vẫn chưa gặp phải khó khăn gì. Thuận lợi khiến cho nhóm người đoạn vĩ phía sau cũng thầm thả lỏng, dựa theo tốc độ này, không bao lâu có thể đến được nơi sâu nhất của vực thảm Hắc Minh Uyên. Nhưng khi họ thả lỏng người, thì Mục Trần lại khác, càng yên tĩnh thuận lợi càng khiến hắn cảm thấy bất an. Đến một con đường núi khác, Mục Trần khẽ liếc mắt nhìn Mục Phong, bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng thấy rõ trong mắt cha một tia cảnh giác, dĩ nhiên lão luyện như Mục Phong cũng có cảm giác bất an như vậy. Qua con đường núi đó, tầm nhìn phía trước chợt trở nên trống trải, một khu đất trống mênh mông trên sườn núi. Địa thế chỗ này là nơi giao nhau của ba tòa núi lớn, xung quanh đều là vách núi dựng đứng. Mục Phong nhìn bãi đất phía trước, đôi mắt bất chợt tập trung, rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào một nơi bí ẩn trên vách đá ở chỗ đó có vài bóng người chầm chậm hiện ra. A ha ha, Mục Phong, các ngươi đi cũng nhanh quá chứ. Trên vách núi, Liễu Kình Thiên cười nhạt nhìn xuống đám người Mục Phong. Bọn Liễu vực, cẩn thận, Chu Giá cũng nhìn thớ, quát khẽ cảnh báo mọi người, linh lực hùng hồn trong cơ thể bốc lên. Liễu Kình Thiên, các ngươi định làm gì thế? Mục Phong trầm giọng quát, Liễu vực có vẻ biết rõ Hắc Minh Uyên như lòng bàn tay. Thấy các ngươi đi đường phải lo lắng cẩn thận như vậy, thật cũng không vui vẻ cho lắm, nên muốn làm giúp các ngươi vài việc, Liễu Kình Thiên mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo độc ác, lão vung tay lên, đám thủ hạ Liễu vực phía sau nâng lên những cái bình lớn, hung hăng ném xuống. Choang choang bình rơi trên đất vỡ nát, bất chợt tung tóe những chất lỏng đỏ thẫm, không ngờ đều là máu tươi, mùi máu nồng nặc tràn ngập không khí, phán tán đi. Mục Phong nhìn thấy cảnh đó nhất thời biến sắc. Hơi tiếc là máu linh thú dường như hiệu quả cũng không cao lắm. Liễu Kình Thiên đưa mũi hít mùi máu tươi, đạm nhạt nhận xét, ánh mắt ác nghiệt. Bất chợt hắn vung tay lên, hơn 10 thủ hạ liễu vực bất ngờ bị đánh bay khỏi vách núi, thét lên kinh hãi. Đùng! Liễu kình thiên mặt không đổi sắc đánh ra mấy luồng hào quang linh lực, hung hãn bắn vào mấy tên thủ hạ đang bay xuống. Uỳnh! Một tiếng vang gọn gàng cất lên, mười mấy người liễu vực xấu số nổ tung trên không trung, máu me rơi xuống như mưa, một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Ánh mắt mục phong bất giác trở nên u ám. Rao Âu! Từ vực thảm hắc minh uyên đột ngột vang vọng những tiếng gầm giống dữ tợn, linh lực cuồng bạo toát ra mãnh liệt linh thú cao cấp. Sắc mặt Mục Phong cuối cùng trở nên tái mét, Liễu Kình Thiên quả thật thủ đoạn độc ác. Chương 57, mượn thế. Rao Âu, Tiếng gào hung tàn từ xa vọng lại, Mục Phong, Chu Dã và cường giả Mục vực đều xanh mét mặt mày. Lúc này bọn họ đã bị Liễu vực đặt bẫy. Mục Phong, sao hả? Có thích đại lễ ta dành cho không nào? Liễu Kình Thiên từ trên vách núi nhìn xuống đám người Mục vực, cất tiếng cười khoái trá châm chọc Liễu vực chúng ta lao tâm khổ tứ chuẩn bị cho kế hoạch cửu u tước này bao lâu kia chứ? chẳng lẽ ngươi nghĩ bản thân nghe thấy vài tin tức thì có tư cách tranh đoạt với chúng ta sao? đã vậy, đến đây rồi thì cũng coi như một lần buôn bán lỗ, mua một bài học xương máu đi. mục phong vẫn lạnh lùng dán mắt vào liễu kình thiên, nhưng không có lòng dạ nào mà đôi co với lão kia. hai tròng mắt rung rinh động đậy, không ngừng nghĩ biện pháp hóa giải nan đề sắp tới. tiếng thú giống vừa nãy hẳn nhiên là của linh thú cao cấp, nếu bị đám linh thú cao cấp dây dưa chế ngự, cho dù có thể giải quyết nhưng nhất định cũng bị tiêu hao nhiều thậm chí có thể xuất hiện thương vong. Lúc đó lẽ nào bọn Liễu Kình Thiên kia lại nhân từ bỏ qua cơ hội đó? Nhưng nếu hiện tại rút lui, cũng sẽ vướng vào bẫy tâm lý của Liễu vực, lúc đó bọn họ không bị ai cản trở dồn hết tâm lực đi săn cửu u tước. Đến khi họ bắt được cửu u tước rồi, thì nguy cơ của mục vực sẽ càng lớn hơn. Hoàn cảnh hiện tại quả thật tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ phải làm sao? Chu Dã lo lắng hỏi. Tùy cơ ứng biến. Mục Phong sắc mặt vẫn tái xanh, thấp giọng trả lời, mục trần bên cạnh cũng cau mày bọn người liễu vực quả thực đáng hận luôn ngáng chân đẩy hán ngã rao âu oh, tiếng thú giống lại lần nữa vang vọng vách núi rồi sau đó là tiếng xé gió cùng mãnh truyền theo mọi người nhanh chóng nhìn thấy ba luồng hào quang từ vực thảm hắc minh uyên như điện xét lao đến xuất hiện ở những vách núi chung quanh linh thú cao cấp ba con nhìn thấy chúng nó mục phong giận dữ cắn răng ba luồng hào quang tản đi lộ ra ba thân hình cao lớn mắt thú đỏ ngầu tràn ngập hung tàn hiếu sát trên vách đá bên trái là một con sư tử to lớn toàn thân màu đỏ, trên lưng có một đôi cánh nhọn màu tím, uy phong lẫm lẫm. Vách núi bên phải là một cự thú đen như nhung, nhìn qua như được đúc từ sắt thép mà thành, ánh mặt trời chiếu vào cơ thể nó, ánh sáng phản xạ ra như chiếu vào những thứ máy móc chết chóc. Tử Dực Sư, Hắc Thiết Thú, Đoạn Vĩ nhìn thấy hai cự thú, sắc mặt kinh hãi hô lên. Quả nhiên là linh thú cao cấp, hai tên to đầu này đã có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ. Kia là, Thủy Hỏa Hạc Mục Phong chỉ đảo mắt qua hai đầu cự thú cao cấp, nhưng lại tập trung hơn về vị trí linh thú cuối cùng, nhìn chăm chăm vào nó. Đó là một con hạc đen cực lớn, hai cánh của nó rất đặc biệt, một bên giống như nước có màu lam, bên kia lại phừng phừng rực lửa đỏ sẫm. Khi nó đập cánh, như có nước và lửa tỏa ra từ đôi cánh, nhìn rất lộng lẫy. Nhưng cái lộng lẫy đó ở đây lại mang theo khí tức chết chóc và lực lượng kinh khủng. Thủy hỏa hạc chính là linh thú có thực lực mạnh nhất trong ba con, đạt tới thần phách cảnh trung kỳ. Mục Phong à, xem ra vận may của các ngươi tốt thật đấy, cả thủy hỏa hạc cũng bị thu hút tới, chúng ta sẽ đợi xem một hồi săn thú hấp dẫn phấn khích a. À. Liễu Kình Thiên nhìn thấy chiến lực hai bên, càng khoái trá cười to hơn, sau đó vung tay kéo đám người liễu vực nấp vào sau vách đá. Hiện tại bọn linh thú đã bị hấp dẫn bởi những con mồi bên dưới, sẽ không để ý đến bọn họ trên này. Tên chó má, Chu Dã nghiến răng nghiến lợi, lửa giận tràn. Ngập, vực chủ, bây giờ làm gì đây? nếu chúng ta chiến đấu với ba linh thú cao cấp này dù có thể giải quyết chúng nó thì bọn người liễu vực cũng sẽ lợi dụng sơ hở đánh lén đoạn vĩ cất giọng hỏi gương mặt vô cùng lo lắng mục phong vẫn yên lặng ba linh thú cao cấp kia đã chú ý đến họ nếu không muốn chiến đấu cũng chỉ có thể rút lui nhưng đã đến tận đây lại không công mà rút lão thật sự không cam lòng đoạn vĩ nhìn thấy mục phong đang trừng mắt suy nghĩ cũng không dám quấy giày chỉ có thể cẩn thận canh phòng những con linh thú cao cấp đang ham hè trên kia mà trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Mục Trần cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, ý nghĩ trong đầu cấp tốc xoay chuyển, Chợt thắn nheo mắt lại, một tia sáng nảy ra trong đầu. Tía, Mục Trần nhẹ nhàng lên tiếng. Hử, Mục Phong bất an đáp lời, trong ánh mắt đầy phiền não, thực sẽ đã rất đau đầu tía, và Chu Thúc có thể ngăn cản ba con linh thú cao cấp này chứ? Mục Trần nói. Mục Phong nhìn hắn, gật đầu bất đắc dĩ, nói, nhưng ta và Chu Thúc của ngươi sẽ phải tiêu hao không ít tinh lực khi đó liễu kình thiên tất nhiên sẽ ra tay hai người không cần giết chết bọn chúng chỉ cần cầm cự thôi đồng thời cũng không được để bản thân tiêu hao qua nhiều mục trần nói cứ rằng coi như vậy thì cũng không có gì tốt mục phong nhíu mày nói nếu không thể giết được chúng thì bọn ta cũng chỉ có thể lui ta có biện pháp giải quyết chúng nó mục trần khẩn khoản nói mục phong bất giác hơi giật mình đưa mắt kinh ngạc nhìn mục trần chu giã bên cạnh còn tưởng mình nghe lầm ba linh thú cao cấp a thực lực hoàn toàn sánh ngang ba vị cường giả thần phách cảnh mục trần chỉ có linh động cảnh hậu kỳ lấy cách gì giải quyết chúng nó mục trần nhìn thấy ánh mắt của mọi người hơi bất mãn nói không hẳn phải nhờ nắm tay mới có cách giải quyết có một cách gọi là mượn thế ta thích nhất cách đó trong linh lộ nó đã cứu sống ta không ít lần vậy ngươi nói xem ngươi sẽ làm sao mục phong nhịn không được hỏi cũng không tin lắm con trai lão có biện pháp đối phó linh thú thần phách cảnh bây giờ không có thời gian giải thích hai người cố gắng kéo dài thời gian cho ta chuẩn bị. Mục Trần nhìn ba linh thú đang trực chờ lúc nào cũng có thể tấn công kia, không còn cách nào giải thích ngắn gọn đành phải dục. Mục Phong và Chu Giã đều nghe thấy, liếc nhìn nhau, rồi cũng bặm môi gật đầu. Hiện tại Mục Trần cũng có không ít lòng tin của họ, thực sự trấn an họ không ít. Nếu hắn đã nói chắc như thế, vậy thì cũng nên giao cho hắn. Chiến trường trước mặt là của hai người. Mục Trần không nói nhiều, lập tức xoay người chạy ngược ra ngoài. Có kẻ chạy trốn, vài tên thủ hạ của liễu kình thiên vẫn chăm chú theo dõi tình huống bên dưới nhìn thấy mục trần đào tẩu khẽ quát lên cảnh báo là mục trần hắn muốn làm gì chẳng lẽ bỏ trốn một mình liễu mộ bạch nghi hoặc lầm bầm không hiểu sao nhìn mục trần bỏ chạy hắn lại thấy bất an quên đi mặc kệ hắn một tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ không có mục phong bảo vệ e rằng muốn ra khỏi hắc minh uyên cũng không được liễu kình thiên thì không quá để ý vì chân chính hai trụ cột của mục vực là mục phong và chu dã Mục Trần hiện tại chẳng có được uy hiếp gì. Liễu Mộ Bạch cũng gật đầu, hắn rất cẩn trọng với Mục Trần, nhưng cục diện thế này cũng không tin tên kia có thể xoay chuyển được. Um 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 um. Khi bọn họ đang nói chuyện, linh lực hung tợn phía dưới kia bùng nổ, Mục Phong và Chu Dã dẫn đầu lao đến chỗ ba linh thú cao, cấp đang trực chờ tấn công. Mục Phong ra tay ngăn cả Thủy Hỏa Hạc và Hắc Thiết Thú, lão là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, dù một mình chống hai vẫn không lâm vào thế hạ phong. Còn Chu Dã chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, Đối chiến từ dược sư cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Đối chiến kinh người bất chợt tạo thành những đợt linh lực trùng kích chấn động xung quanh, mỗi lần giao phong va chạm cả không khí cũng chấn động. Liễu Kình Thiên cười toe tué toét nghiền ngẫm quan sát chiến đấu nổ ra bên dưới, ánh mắt băng hàn đắc ý mục phong, cứ đánh thoải mái, người đã không muốn rút lui, vậy thì bỏ xác ở đây vậy. Khi đại chiến bùng nổ trong núi, Mục Trần đã nhanh chóng quay lại bên ngoài, rời khỏi khu vực núi đá trở lại rừng rậm, nhìn vào cánh rừng âm u. Hắn lật tay, một cây sáo nhỏ với hoa văn kỳ dị xuất hiện, chính là thứ mà hắn vừa vô tình thu được trên ngọn hắc thụ kia, Linh trùng địch. Chương 58, Dụ ong. Mục Trần nắm chặt chiếc sáo nhỏ lạnh lẽo, ánh mắt lộ vẻ do dự, rồi quyết tâm đặt cây sáo lên miệng, linh lực trong cơ thể tràn vào Linh trùng địch phát ra những tiếng sáo nhỏ hỗn loạn. Mục Trần không phải linh trùng sư, dĩ nhiên không thể sử dụng thành thạo Linh trùng địch, nhưng dù sao cũng có miệng để thổi. Linh trùng sư có thể tùy tâm sử dụng điều khiển bất kỳ loại côn trùng nào mà họ muốn, Mục Trần thì không làm được nhưng may là, tộc đàn côn trùng khổng lồ nhất Hắc Minh Uyên này hẳn phải là phệ linh phong, cho nên chỉ cần thổi linh trùng địch, có thể dẫn chúng tới không biết chừng. Tu u u, -u. hoa văn trên thân linh trùng địch lấp lánh sáng lên, phát ra âm thanh kỳ lạ khoách tán đi rất xa. Âm thanh mỏng manh không quá lớn, thậm chí nếu không tập trung rất dễ bỏ qua nó, nhưng đối với loài côn trùng, những sóng âm rất nhỏ này lại khiến chúng rất mẫn cảm. Mục Trần không ngừng rót linh lực quán chú vào linh trùng địch, sóng âm liên tục tản ra, đồng thời cũng quay nhìn vào vực thảm Hắc Minh Uyên, nơi đó linh lực dao động càng lúc càng thêm cuồng bạo, xem ra cha và Chu Thúc đang giao chiến kịch liệt với ba con linh thú cao cấp kia. Nhanh lên, Mục Trần tỏ ra lo lắng nhủ thầm. Ba con linh thú kia không phải con sâu cái kiến, hai người họ bị chúng nó vây công, càng lâu thì sẽ càng tiêu hao lớn, e rằng đến khi không chịu nổi nữa, thì bọn người liễu vực đang rình rập kia sẽ xông ra cắn xé. Mà cảnh tượng đó dĩ nhiên không phải điều Mục Trần muốn nhìn thấy tiếng sáo thanh tao từ từ lan rộng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì dao động trong cánh rừng tịch mịch trước mặt, khiến cho Mục Trần càng lúc càng bồn chồn, ánh mắt hoang mang, không lẽ biện pháp này vô hiệu? Dù trước mặt Mục Phong tỏ ra tự tin kiêu hãnh, nhưng cũng chỉ là tỏ thái độ trấn an bọn họ mà thôi. Mục Trần biết trong lòng phụ thân rất không cam tâm rút đi, để cho Liễu vực thoải mái chiếm được cửu ưu tước, nhưng cũng không muốn bọn kia lợi dụng sơ hở đánh lén bọn họ, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp không chắc chắn này để phá đi cục diện bất lợi nhưng nếu đàn phệ linh phong mà không tới, cái gọi là phương pháp mượn thế của hắn sẽ hoàn toàn phá sản. Mấy đại ca, để mặt ta đi mà, Mục Trần than thở lẩm bẩm. Mới đó mà đã trôi qua hơn 10 phút, Mục Trần vẫn lo lắng chờ đợi, nhưng trong vực thảm kia truyền ra dao động linh lực càng lúc càng dữ dội, thậm chí cả đá núi cũng rung động, hiển nhiên chiến đấu đã đến lúc vô cùng gay cấn. Không còn thời gian nữa a, à, Mục Trần cắn răng vừa định vứt bỏ quay lại, chợt ánh mắt tập trung, nhìn về một phía tối đen trong rừng ngay sau đó hai mắt mở lớn mừng rỡ như bắt được vàng. Tới đây nào, phía xa xa hướng đó, một đám mây đen phô thiên cái địa như cuồng phong bão táp kéo tới, những âm thanh vo ve ầm ầm trời đất vang vọng đi rất xa. Tía, viện binh cuối cùng đã đến kịp, Mục Trần kiềm nén sự mừng rỡ trong lòng, xoay đầu nhanh chóng chạy ngược trở lại. Quỳnh, trong khu đất nơi sườn núi, linh lực cuồng bạo quét tứ tung, chấn những mảnh đá núi run rẩy, nhiều cự thạch trượt ra lăn ầm ầm xuống theo vách đá. Đoạn vĩ lo lắng nhìn hai vòng chiến, hai người ba thú đang kịch liệt chiến đấu, hung hăng sấn vào nhau, xung quanh là đá vụn bị chấn thành bột bay là tả. Đáng chết, đoạn vĩ nhìn thấy chiến cuộc rằng co, đưa mắt nhìn về phía vách núi, nơi đó đang có những tiếng cười chào phúng đắc ý vang lên. Hẳn nhiên cục diện mà liễu vực cố ý sắp đặt đã trở thành hiện thực. Thiếu chủ còn chưa trở về sao? Một, vị thành chủ nhìn ra ngoài, lo lắng hỏi. Đoạn vĩ lắc đầu, lão cũng không rõ mục trần có cách gì, chỉ bất quá trước đó nhìn biểu hiện của hắn rất đáng tin cậy nhưng cũng không biết cách của hắn có thể phá được cục diện nguy khốn này hay không dáng chờ chút đi bọn liễu vực nếu dám ra tay chúng ta cũng không cho chúng nó dễ sống đoạn vĩ cắn răng nói mọi người cũng nghiêm túc gật đầy ánh mắt căm thù nhìn lên vách đá ngay khi mọi người vẫn đang căng thẳng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào bất chợt có tiếng chân hối hả từ đằng sau chạy tới đoạn vĩ quay đầu nhìn thì thấy mục trần nhanh chóng trở lại thiếu chủ đoạn vĩ mừng rỡ hô lên chu thúc, lui mau. Mục Trần vừa tới liền quát lớn. Mục Phong và Chu Giã vừa chiến vừa cầm trừng. đang nóng lòng mong tin tức của Mục Trần thì nghe hắn gọi, thân hình nhanh như gió bắn lui, nhưng ba con linh thú cao cấp vẫn theo sát không buông. Mục Trần nhìn ba con linh thú đang đuổi theo hai người, bàn tay chợt nắm lại, một cái chai xuất hiện trong tay, mở nắp bình, một mùi hương kỳ lạ phát ra. Bang! Mục Trần vỗ nát chai, chất lỏng màu đen trong đó bắn ra, hai tay hắn vũ động, linh lực như cuồng phong cuốn lấy lượng chất lỏng đó, bắn tới ba con linh thú đang điên cuồng truy kích. Dung dịch màu đen lạnh tanh dính đầy thân thể chúng nó, nhưng chẳng khiến một con nào bận tâm, vì căn bản thực lực của Mục Trần không đủ uy hiếp bằng hai cường giả trước mặt, càng không nói chất lỏng kia chẳng hề toát ra mùi vị gì nguy hiểm. Đoạn Vĩ nhìn thấy hành động kỳ quái của Mục Trần, cũng không hiểu mô tê ra làm sao, nhanh chóng chạy vào khe núi kia. Mục Trần quát lớn chỉ về một cái khe núi cách đó không xa. Đoạn vĩ trưng hửng không hiểu, bất quá vẫn nghe theo dẫn mọi người chạy qua đó. Mục Trần cũng nhanh chóng tiến sát theo, Mục Phong và Chu Giã đi cuối đoạn hậu, linh lực hùng dũng nhất tề bùng nổ, chấn lui cả ba con linh thú văng ngược lại. Chúng làm cái gì thế? Nhóm người liễu vực thấy bên dưới đang trốn chui trốn lùi vào một cái khe núi, cũng khó hiểu lầm bẩm. Chui vào cái hang đó chẳng phải là đường cùng sao? Tại sao lại tự cắt đường lui? Mục Phong sao lại ngu xuẩn như thế? Liễu Kinh Phong nhíu chặt lông mày, Lão luyện như mục phong chắc chắn không làm cái chuyện vô ích ngu xuẩn. Đại ca, liễu minh quay qua khẽ hỏi, hẳn nhiên hắn cũng chẳng biết ra làm sao. Liễu kinh phong hít hai mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía con đường núi dẫn vào đây, những tiếng rù rù nho nhỏ càng lúc càng lớn hơn vang vọng vào đây. Đó là, vệ linh phong, liễu minh cũng ngay lập tức nhận ra, nhìn thấy ngay một đám mây đen sát thủ kinh hoàng bao phủ không trung đang lan dần đến. Rao âu! ba linh thú cao cấp cũng nhận ra bảy phệ linh phong đang tiếp cận trở nên bất an gầm lên đối mặt với lượng phệ linh phong đông đảo đến thế thì bọn chúng cũng gặp nguy hiểm rất lớn đám mây đen như lũ cuốn tràn vào bình địa trên núi không hề giảm tốc như lũ cuốn thét gào lao đến ba con linh thú cao cấp dưới ánh mắt kinh hãi của hai bên nhân mã rao âu em, rách bị mây đen bao phủ ba con linh thú cao cấp điên cuồng gào thét dãy ruộa linh lực cuồng mãnh liên tục bùng nổ cả ngàn phệ linh phong rơi rụng như lá khô đàn đàn lũ lũ, thế nhưng vẫn như muối bỏ biển, không khiến đám mây suy xuyễn chút nào, đành cam chịu bị chúng chôn vùi. Tiếng thú giống trong đám mây càng lúc càng nhạt, bọn người mục phong nhìn cảnh tượng đó mà nổi ra gà, tê ngứa cả người, kinh hãi nuốt nước bọt. Sau đó không hẹn mà tất cả cùng nhìn thiếu niên, đang mỉm cười tươi tắn, sắc mặt đều cứng đơ. Đây là kế mượn thế, của hắn sao? Nhưng hắn làm cách nào có thể dẫn dụ đàn phệ linh phong tới đây, lại chỉ tấn công có ba con linh thú kia mà thôi bản lĩnh này, quả thật khó ngờ. Chương 59, đến nơi. Vù vù vù. Phệ Linh Phong với âm thanh độc đáo lan ra vang vẳng rội qua rội lại trên vách núi, khiến người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, đặc biệt là đám mây đen trước mặt đang kịch liệt vạn vẹo, dưới sự dãy dụa vô vọng của ba con linh thú cao cấp. Ba con linh thú cao cấp có thực lực cường hãn điên cuồng phản kháng, khiến mặt đất phủ đầy thi thể phệ Linh Phong. Thế nhưng bầy đàn đông vô ngần, không hề có dấu hiệu lùi bước, những con mắt đỏ ngầu khóa chặt vào ba con mồi dữ dằn trước mặt, liên tục xông tới như sóng lớn trùng kích vào chúng nó. Dòng lũ đen chợt hóa thành lốc đen. Cơn lốc kia dữ dội lướt qua, để lại những chiếc xương trắng rơi rụng trên đất. Hai đám người trốn trong hốc núi đều cảm thấy tê dại trước cảnh tượng đó, bất kể bên nào bị cuốn vào cơn lốc đen kia chắc chắn cũng sẽ chung số phận với ba con linh thú cao cấp có thực lực mạnh mẽ. Mục Trần cũng nấp kỹ trong khe núi, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Linh trùng địch và bình chất lòng màu đen quái lạ kia đều được cất kỹ, trong giới tử xuyến, không dám cầm nơi tay. Lỡ như hấp dẫn bọn vệ linh phong kia, quả thật nơi này trên trời không lối dưới đất không đường a. Lốc xoáy cuốn đi chừng 10 phút, linh lực dao động cuồng bạo càng lúc càng yếu đi rồi tắt hẳn. Khi ba luồng linh lực dao động biến mất, mọi người chứng kiến đều hiểu rõ ba linh thú cao cấp đã hoàn toàn vong mạng, bởi sự tấn công cuồng dã của những con vệ linh phong thực lực yếu ớt kia. Đám người mục phong nín thở không rét mà run một con phệ linh phong chẳng đáng là gì nhưng khi hội tụ thành bầy đàn lại trở thành một trong những bá chủ của khu vực hắc minh uyên đám mây phệ linh phong sau khi giải quyết gọn gẽ con mồi vẫn còn xoay vòng vần vũ trên không một hồi mới từ từ mang theo âm thanh rù rù nhức óc theo đường cũ rời đi đợi đến khi hoàn toàn mất bóng đàn phệ linh phong kia toán người của mục phong mới dám bước chân ra khỏi khe núi nhìn vào bãi đất trên sườn núi mà lúc nãy hai cường giả giao phong với ba con linh thú uy phong lẫm lẫm nơi đó chỉ còn lại xương trắng vương vãi, thỉnh thoảng vài vết máu còn dính lại trên xương, nhìn qua rất ghê rợn. Mục Trần lại nhàn nhã thong thả bước tới, moi móc tìm kiếm ba cái xương đầu của ba con linh thú kia, moi ra ba khỏa tinh phách trói mắt cực kỳ không chút khách sáo bỏ vào giới tử xuyến. Tinh phách linh thú cao cấp A, giá trị hơn xa mấy thứ mà trước kia hắn thu được ở Bắc Linh Nguyên. Tinh phách cấp độ này khiến không ít cường giả thần phách cảnh đỏ mắt thèm muốn, xong xuôi đâu đó mục trần mới ngẩng đầu lên nhìn vách núi trên cao cười nói các vị còn chiêu trò gì nữa không hay là dẫn tới vài con linh thú nữa đi ta lại gọi đám vệ linh phong kia tới thu hoạch tinh phách linh thú cao cấp a trên vách núi đá bọn liễu vực đều mặt mày nhăn nhó khó coi liễu kinh thiên cũng trừng mắt gắt cao nhìn mục trần thần sắc khó tin vệ linh phong là do ngươi đưa tới mục trần nét cười dần chuyển sang đanh ác không phải ta thì chẳng lẽ là ngươi ta thấy các ngươi cũng nên nhanh chân lăn khỏi hắc minh uyên đi bằng không lần sau vệ linh phong xuất hiện, số phận các ngươi cũng không khác mấy thứ này đâu. Thủ hạ liễu vực nghe xong trượt giật mình rối loạn, đám người liễu tông, liễu minh cũng kinh hãi thất sắc. Lợi hại của đám vệ linh phong ra sao họ cũng tận mắt chứng kiến rồi, nếu bản thân bị dính vào đó, thật không đủ cho bọn nó xỉa răng. Tiểu tử chưa dứt sữa mà dám sổ bậy, muốn đe dọa ta, ngươi còn non lắm, liễu. Kinh thiên nổi giận, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, cười nhạt có lẽ đàn vệ linh phong thật đúng là do ngươi dẫn tới, bất quá vô phương điều khiển chúng nó. Cái đám xương đen lúc nãy của ngươi có lẽ là thứ khiến cho đàn phệ linh phong điên cuồng công kích ba con linh thú cao cấp phải không?" Mục Trần mỉm cười, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Liễu Kinh Thiên ánh mắt sắc bén, mọi hành động của hắn lúc nãy đều không thể qua mắt nổi. "Mục Phong, ngươi có đứa con trai cũng thú vị đấy." Liễu Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Mục Phong, vốn hôm nay đã có thể khiến Mục vực hao tổn nguyên khí, đến phút cuối lại bị một thiếu niên khiến cho thất bại, trong lòng lão đã tích tụ một bụng tà khí mục phong ra vẻ khách sáo cười đáp lại ha 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 quá khen quá khen liễu kinh thiên ngươi còn trò gì hay không hay là tự mình ra tay đi cũng lâu rồi không lĩnh giáo nhà ngươi đến đây chúng ta cùng đấu một trận liễu kinh thiên gương mặt u ám tuy trong lòng nổi giận nhưng lão hiểu rõ hiện tại chưa phải lúc phân tranh với mục vực vì nếu có thắng được cũng tổn thương quá lớn căn bản không có biện pháp tiếp tục bắt cử u tước để xem các ngươi đắc ý được bao lâu nữa liễu kinh thiên lạnh lùng gần từng tiếng không nói thêm lời nào vung tay lên dẫn toán người liễu vực nhanh chóng tiến sâu vào vực thảm hắc minh uyên hiện tại không cần phí thời gian ngăn cản mục phong chẳng có ích lợi gì đi bám sát bọn họ mục phong nhìn thấy liễu vực di chuyển cũng quát khẽ ra lệnh thân hình nhanh chóng lao đi dẫn người mục vực bám theo sau lưng liễu kinh thiên một đoạn nếu kế hoạch của liễu vực thất bại chắc chắn sẽ trở thành con mồi cho mục vực đi săn hai đoàn người một trước một sau nhanh chóng xuyên qua hắc minh uyên Lúc này, đám người của Liễu Kinh Thiên cũng trở nên hiền lành hơn nhiều, chẳng để mưu kế gì lại để quấy rối phía sau, gấp gáp tiến lên. Hai đoàn người di chuyển nhanh nhưng khá cẩn thận, không hề kinh động những linh thú sinh sống ở đây. Chừng nửa giờ sau, vực thẳm tối tăm dần biến mất, đất đai rộng mở trở nên bằng phẳng mênh mông. Mục Phong dẫn đội ngũ rời khỏi khu vực núi đá, xuất hiện ở một gò đất cao, phóng mắt nhìn về phía trước, đột nhiên nghiêm mặt. Phía trước là một thung lũng đen mênh mông mặt đất dường như là trầm tích núi lửa, cây cối cháy đen. Nhưng cái khiến cho Mục Phong biến sắc chính là xương trắng phủ đầy khắp nơi. Những bộ xương đó, xét thể hình chắc hẳn là linh thú, tư thế chúng nó như đang điên cuồng bỏ trốn khỏi một thứ gì đó kinh khủng, khiến bản thân không thể kiềm chế nỗi sợ hãi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào mặt đất phủ đầy xương trắng, cũng bồn chồn hít một ngụm khí lạnh. Chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều linh thú chết hàng loạt như thế? phóng tầm mắt xa hơn, trung tâm thung lũng xuất hiện một miệng núi lửa hắc ám, trên đỉnh núi lõm xuống một cái trũng đen ngòm, nhìn qua ác quỷ há miệng, đang muốn cắn nuốt cả trời đất. Chỗ này, Mục Trần cũng giống cha nghiêm mặt lại, cảnh tượng trước mắt có vẻ khá quen thuộc, bất giác hắn nhận thấy đây đúng là cảnh tượng đã hiện ra trong miếng đồng bí ẩn kia, thật không khác chút nào. Mục Trần quay đầu lại, đối mắt nhìn Mục Phong, thấy rõ nét vui sướng kinh dị trong tâm tư của cha. Hiển nhiên, nơi này chính là địa bàn của cửu U Tước. Chương 60, quái nham thung lũng hắc ám mang theo gió nhẹ lành lạnh thổi qua những bộ xương khẽ nhúc nhích phát ra những tiếng lách cách rợn người đây chính là địa bàn của cửu u tước trên con đường tiến vào thung lũng hai đoàn người đều trừng mắt nhìn chằm chằm ngọn núi lửa đen hùng vĩ ánh mắt thèm thuồng khát khao liễu kinh thiên hai mắt sáng quắc bất giác liếc nhìn mục phong không xa phía sau khẽ cười bí ẩn linh lực hùng hồn toát ra thân hình như tên rời cung bắn thẳng đến ngọn núi lửa ngay sau đó liễu tông liễu minh liễu mộ bạch cũng lập tức bám theo lên mục phong cũng uy nghi ra lệnh linh lực hùng hậu trong cơ thể cũng bạo phát hóa thành một con chim lửa khổng lồ cánh rồng vỗ mạnh như đám lửa bay lên mục phong đứng trên lưng viêm long điêu một người một chim lao tới linh lực cuồng bạo tuôn ra tạo thành những trận gió lốc giữa không trung hừ liễu kinh thiên nhìn thấy mục phong cấp tốc theo sát hai mắt trở nên lạnh lùng quát khẽ ngân quang trong cơ thể bùng ra một cự thú màu bạc lập tức xuất hiện cự thú thể hình như một con vượn to lớn, thân thể phủ kín vảy bạc, như có lôi quang lóe ra, giống lên nghe như tiếng sấm y đùng. Đây là lôi lân thú, mục trần nhìn cự thú màu bạc sau lưng liễu kinh thiên, thất thanh kinh hãi kêu lên. Lôi linh thú, địa bảng bài danh 130, khá lợi hại, dù chưa đạt tới trình độ thiên thú, nhưng cũng là loại thượng phẩm trong số những linh thú cao cấp. Uỳnh! lôi lân thú bật này trên đấy, như sấm sét sông ra, mang theo liễu kinh thiên trên lưng ngăn cản mục phong và viêm long điêu ha ha liễu kinh thiên rốt cục chịu động thủ rồi sao vậy thì để ta xem một năm nay chúng ta ai tiến bộ hơn mục phong nhìn thấy chẳng những không lo mà trái lại tỏ ra vui mừng cười to một tiếng viêm long điêu cất tiếng hót lành lót linh lực đỏ như lửa cuồng bạo gò thét sấn đến liễu kinh thiên đùng hai quái vật to lớn hung hăng va chạm nhau giữa không trung linh lực cường hãn trùng kích tỏa ra khiến xương trắng dưới đất nhiều chỗ bị chấn nát vụn mục vực, liễu vực chính thức khai chiến, hai vực chủ đều đã động thủ, thủ hạ hai phe cũng không còn khách khí, hung quang tràn ngập nhìn nhau, gầm lên dữ dội xung phong tấn công. Chu Dã ra đây cho ta. Liễu vực nhị ra, Liễu Tông giữ tợn lao đến chỗ Chu Dã giữa đám người mục vực, hào quang xanh biếc tỏa ra tràn ngập, một cự thú mơ hồ thành hình, một con bọ cạp bích lục, thân thể toát ra mùi tanh tưởi, hẳn nhiên có kịch độc. Bích độc ma hạt, vạn thú lục địa bảng thứ 204. Mục Trần nhìn bọ cạp xanh khổng lồ, lại vanh vách đọc ra thông tin của nó. Bành! Đất đai rung chuyển, chu giã gầm lên, sơn nhạc linh tê nện bước chấn động đất trời, như một tòa núi di động ầm ầm lao tới tấn công liễu tông. Uỳnh! Binh tướng hai phe cuối cùng đã hòa vào nhau, chém giết điên cuồng, phá vỡ không gian u tĩnh, linh lực bạo động không ngừng bắn ra, sát khí tràn ngập. Mục Trần được đoạn vĩ bảo vệ cũng gia nhập vòng chiến, chạm chán với đám liễu vực, nhưng hắn nhanh chóng vượt qua, không hề dừng chân nhanh như cắt nhắm hướng ngọn núi lửa đen phóng đi mộ bạch chặn nó lại đang giao chiến với đoạn vĩ liễu minh nhìn thấy quát lớn liễu mộ bạch vừa nghe liền gật đầu bỏ lại đối thủ xoay người đuổi theo mục trần mục trần nghe tiếng gió sau lưng mắt hơi liếc nhìn sau một chút linh lực trong cơ thể thúc giục quán chú vào hai chân tăng tốc nhanh hơn còn muốn chạy liễu mộ bạch phát hiện ra cũng gầm lên đồng thời tăng tốc bám giết không buông hai người một trước một sau nhanh chóng vượt qua thung lũng tiến sát tới chân núi lửa theo vách núi dựng đứng như linh hầu bám vào leo lên víu, đang cấp tốc trèo lên, Mục Trần đột ngột cảm giác được kình phong mang theo sát khí từ bên dưới phóng lên, hai tay đập lên vách núi phía trước, thân hình lăng không nhảy ra. Keng, tiếng kim loại va vào đá vang lên, một thanh thủy thủ sắc lẹn cắm vào vị trí mới tức thì của Mục Trần, xuyên thấu đá núi cứng rắn. Vù vù, Liễu Ngộ Bạch nắm chặt hai tay, lại phóng ra một loạt thủy thủ nữa. Lúc này hắn trực tiếp ám toán Mục Trần, hẳn nhiên muốn bức lui hắn. Mục Trần nhận thấy những tiếng xe gió rồn rập, bàn tay cũng nắm lại, mấy đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra, bắn đi tan vào không khí. Từng luồng sáng như giải lụa hiện lên, không khí vạn vẹo, linh lực dao động không ngừng, bắn ra ngăn cản những thanh thủy thủ đang bắn tới. Sau khi kiến tạo tiểu linh trận phòng ngự, Mục Trần cũng không để yên cho Liễu Mộ Bạch làm tới, hắn tung người nhảy tới một chỗ có nhiều đá vụn núi lửa, tung cước như gió xoáy, đá vụn bay đầy công kích Liễu Mộ Bạch. Bục bục bục. Liễu Mộ Bạch nhìn thấy công kích, nắm tay tung ra linh lực rực lửa mang theo kình phong hỗn loạn đấm nát đá vụn bất quá dù hoàn mỹ chống đỡ công kích nhưng liễu mộ bạch bị khựng lại mất tốc độ nhìn thấy mục trần nhân cơ hội đó như điện sẹt thoát đi tức giận nghiến răng tăng tốc đuổi theo hai người leo lên núi thay nhau công kích rồi phòng ngự bất kể thứ gì có thể dùng được họ đều tận dụng để ngăn cản đối phương cảnh tượng đánh nhau tưng bừng chẳng qua trong đó hung hiểm ra sao chỉ có hai người mới chân chính cảm nhận rõ hai người ra tay không một chút lưu tình vài phút sau mục trần đã lên tới đỉnh núi lửa đen nhìn xuống miệng vực núi lửa chỉ thấy một mảnh tối đen không rõ trong đó có chứa cái gì ầm mục trần vừa quét mắt nhìn vào miệng núi lửa quyền phong cuồng mãnh từ sau lưng lại quét tơi thoáng do dự nhưng hắn lập tức búng chân nhảy xuống miệng núi tối đen như mực liễu mộ bạch bám sát đuổi tới nhìn thấy mục trần nhảy vào cái vực đen ngòm bất giác cũng do dự nhưng đành cắn răng tung người bám theo hai người trượt trên sườn dốc nham thạch châm rậm một cái tung người lên đáp xuống đáy vực trong khu vực miệng núi lửa, ánh sáng mờ ảo, khắp nơi đều là dung nham khô cứng hóa thành đá đen, không khí cũng tối thui. Mục Trần quét mắt nhìn quanh, nhưng không hề nhìn thấy một chút tung tích nào của cửu u tước, chỉ có những cự thạch xám đen nằm vương vãi lung tung. Xuống tới đáy vực, Liễu Mộ Bạch cũng không lập tức tiếp tục truy kích Mục Trần, cũng đồng dạng nhìn quanh, hẳn nhiên cũng muốn truy tìm tung tích cửu u tước. Hai người nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đều trở nên nghi hoặc. Mục Trần nhíu chặt lông mày, cẩn thận cất bước thong thả đi tới, Ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Liễu mộ bạch liếc nhìn Mục Trần, cũng lui lại một chút, dĩ nhiên cũng đang suy nghĩ như Mục Trần. Đáy vực của miệng núi lửa này cũng không quá lớn, cả hai nhanh chóng kết thúc một vòng, không hề có thu hoạch gì, khiến cho hai đôi mắt càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ cảnh tượng trong miếng đồng kia là giả sao? Mục Trần môi khẽ run, vẫn luôn quan sát chung quanh đi tới, bất giác đã đến vị trí trung tâm miệng núi lửa. Ở khu vực này có những viên nham thạch rất lớn bị núi lửa sói mòn hắn xem xét cự thạch đó, cũng không thấy gì đặc biệt, trong lòng chán nản thở dài, vừa muốn xoay người đi thì bất chợt khựng lại, bàn tay nắm lại, miếng đồng cổ kia xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, nó đang tản ra nhiệt độ nóng dần lên. Miếng đồng này, chẳng lẽ có thể cảm ứng được cửu u tước, mục trần trong lòng vừa nghĩ, liền đứng bất động nhìn liễu mộ bạch đang tìm kiếm vị trí khác, rồi lặng lẽ bước về cự thạch hắc nham ở trung tâm. Hắn vuốt ve từng khối cự thạch, lát sau dừng lại trước một viên đá to ánh mắt sáng ngời nhìn cự thạch đó vị trí này miếng đồng trong tay có nhiệt độ dữ dội nhất